Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 131. Ở cách đó không xa xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào sa hoa thật dài, tóc dài để xõa vai, trên toàn thân tản ra một khí lưu màu đen như có như không. Gia ma. Ở đó, có người đột nhiên nói. Nghe vậy, vẻ mặt rất nhiều người ở đó lập tức thay đổi. Gia ma. Ở Thiên Trụ Sơn này, có thể nói cái tên này rất nổi danh. Sở dĩ có danh tiếng là bởi vì trước đây hắn đã từng lấy sức một mình chém giết ba gã cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, còn là chém giết dễ dàng. Trận chiến ấy khiến cái tên Dạ Ma uy chấn Thiên Trụ Sơn, đương nhiên, quan trọng nhất là Dạ Ma đến từ một tổ chức tên là Dạ Sát. Dạ Sát, ở Thiên Trụ Sơn tổ chức này không chỉ thần bí, còn đặc biệt đáng sợ. Bởi vì người của tổ chức cổ này làm việc đều cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi nhìn thấy Dạ Ma xuất hiện, ở đó có một ít người nhận ra hắn đã bắt đầu rút lui. Bọn họ ngược lại không phải quá sợ hãi Dạ Ma, bởi vì ở Thiên Trụ Sơn này, người nào mà không phải có chút tài năng. Bọn họ thật sự kiêng kỵ là thế lực sau lưng Dạ Ma. Phía xa, Dạ Ma chậm rãi đi về ca phía huyết nữ. Bây giờ, các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là đưa Dương Diệp tới trước mặt của ta, đương nhiên còn có kiếm của hắn. Thứ hai là lựa chọn ra tay. Tuy nhiên ta nhắc nhở trước. Các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy hậu quả của mình sau khi ra tay đâu. Huyết nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ma, trong phút chốc, một huyết khí ngập trời đột nhiên từ trước mặt nàng chấn động tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, huyết khí này liền trực tiếp bao phủ Dạ Ma. Mà lúc này, một chùm tia sáng màu đen đột nhiên từ trong mảnh huyết khí chợt bạo phát ra. Ầm, một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người. Dạ Ma trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía huyết nữ. Giờ phút này, bọn họ phát hiện mình đã quá xem thường nữ nhân trước mắt này. Phía xa, Dạ Ma cúi đầu nhìn trước ngực mình, nơi đó, lúc này đã có thêm một huyết thủ ấn. Im lặng trong chớp mắt, Dạ Ma ngẩng đầu nhìn về phía huyết nữ, không thể không nói, ta đã đánh giá nhầm về ngươi. Ngươi có chút bản lĩnh, tới đây. Để cho ta xem thử bản lĩnh của ngươi lớn tới mức nào. Dứt lời, tay phải của hắn thò ra phía trước, trong phút chốc, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước bàn tay hắn, thoáng cái, một lực hút khủng khiếp trực tiếp hút cho không gian xung quanh huyết nữ phía xa bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, rất nhiều đường năng lượng màu đen giống như kim châm chẳng khác nào mưa xối xả lao về phía huyết nữ. Phía xa, hai tay huyết nữ chậm rãi nắm chặt lại, thoáng cái, hai tay nàng chợt giơ lên, trong phút chốc hai luồng ánh sáng máu đột nhiên từ lòng bàn tay của nàng giống như vỡ đê phun mạnh ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ở đó vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, mọi người xung quanh trực tiếp bị lực lượng do hai người phát ra làm chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Một điều đáng để nói là khi những lực lượng này chấn động đến Thiên Các Lâu, xung quanh Thiên Các Lâu đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng màu xanh lam, những lực lượng này vừa mới tiếp xúc đến ánh sáng màu xanh lam lại hóa thành hư vô. Ở đó ánh sáng máu cùng ánh sáng màu đen không ngừng đan xen vào nhau. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, những ánh sáng máu cùng ánh sáng màu đen ầm ầm nổ tung ra, ngay sau đó, hai người bị lực lượng của từng người chấn động liên tiếp lùi lại phía sau gần nghìn trượng. Sau khi dừng lại, huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, vẻ mặt khá là khó coi. Bởi vì thế cục ở đó rất bất lợi cho tỉ muội các nàng. Trong bóng tối còn có rất nhiều cường giả. Những người này không có được tung tích của Dương Diệp, hiển nhiên sẽ không cam lòng rút đi. Ngươi khiến cho ta có chút tức giận rồi. Lúc này, Dạ Ma đột nhiên đi về phía huyết nữ, mỗi một bước đi, dưới chân hắn sẽ có một vết chân màu đen, cùng lúc đó, quanh người hắn đột nhiên có thêm một dị thú có hình dạng như xà. Dị thú kia quấn chặt xung quanh hắn, gương mặt dữ tợn như muốn cắn người khác. Huyết nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ma, lúc này, Dạ Ma đột nhiên vù một tiếng và lập tức biến mất. Ầm. Ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, huyết nữ trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Minh nữ lập tức trầm xuống. Phía xa, huyết nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ma, ánh mắt nàng tập trung vào trên thân con dị thú mà Dạ Ma đang cưỡi, sau đó nói, linh thú thú hồn trốn từ thượng giới xuống. Dạ Ma nói, không sai. Đây là dị thú thượng giới, cổ linh mãng có lực lực rất lớn, có thể làm cho trời long đất lở. Ta với hồn của nó đã kết hợp, trong cùng cấp lại tương đương với vô địch.
Dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt huyết nữ, sau đó quyền phải của hắn chợt đánh về phía huyết nữ. Trong chớp mắt khi hắn ra quyền, cổ linh mãng trên người hắn đột nhiên xuất hiện ở trên nắm đấm của hắn. Trong phút chốc, nắm đấm của hắn đi qua nơi nào không gian trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ trong đó càng làm cho được mọi người xung quanh cảm nhận được một áp bách mãnh liệt. Cảm nhận được lực lượng trong đó, vẻ mặt huyết nữ nghiêm trọng và không dám khinh thường, tay phải của nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Trong phút chốc, một ánh sáng máu lập tức quấn ở trên bàn tay nàng, thoáng cái, tay phải của nàng chợt vỗ một cái về phía trước. Trưởng ra, không gian xung quanh nàng lập tức biến thành máu đỏ. Hai lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc trên không trung lại chợt bạo phát ra, cùng lúc đó, hai người đều liên tục lùi lại phía sau, huyết nữ trực tiếp lui lại gần 2.000 trượng mới dừng được, nhưng dạ ma chỉ lui không đến mấy trăm trượng. Phía xa, khóe miệng dạ ma cong lên có phần dữ tợn, tới đi, xem ngươi có thể đỡ được của ta mấy quyền. Dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Hắn đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách ra, trên người hắn phát ra lực lượng cường đại càng khiến không gian bên trong mấy vạn trượng chấn động rạn nứt thành hình mạng nhện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt huyết nữ lóe lên một sự tàn ác, thoáng cái, hai tay nàng nắm chặt lại, từng sương mù huyết sắc không ngừng từ trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, chỉ trong chớp mắt, toàn thân nàng đã bị một đoàn sương mù huyết sắc bao quanh. Trong phút chốc, đoàn sương mù huyết sắc này đột nhiên nổ tung. Ra! Một lực lượng cường đại cuốn qua, khi lực lượng này va chạm cùng lực lượng dạ ma, trong giây lát không gian bên trong mấy vạn dặm lập tức chấn động mạnh, sau đó, rắc rắc, một tiếng, tất cả nứt ra, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về phía các nơi trong thành, trong giây lát, xung quanh nơi đó biến thành một đống hỗn độn. Mà huyết nữ cùng dạ ma ở trung tâm của hai luồng lực lượng này, ngay từ lúc đầu đã bị lực lượng của bọn họ đánh bay, nhưng chẳng bao lâu, hai người lại bắn nhanh về phía nhau. Ầm ầm ầm. Mỗi lần hai người giao đấu đều có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng dần dần, huyết nữ rơi xuống hạ phong. Sở dĩ huyết nữ rơi xuống hạ phong, nguyên nhân chủ yếu nhất là cổ linh mãng. Thực lực của bản thân dạ ma thật ra còn kém hơn huyết nữ một chút, nhưng có cổ linh mãng giúp đỡ, ở phương diện lực lượng, thật sự có cảm giác hắn nghiền ép huyết nữ. Có thể nói, huyết nữ đang lấy một địch hai. Nếu như không phải huyết nữ dựa vào huyền kỹ mạnh mẽ, nàng có khả năng đã sớm bị thua. Đúng lúc này, theo một tiếng nổ lớn vang lên, huyết nữ trực tiếp bị cổ linh mãng cùng lực lượng dạ ma làm chấn động đẩy ra ngoài nghìn trượng. Mà lúc này, dạ ma đột nhiên bắn nhanh về phía huyết nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, minh nữ thoáng biến sắc, lại muốn ra tay, nhưng vào giờ phút này, một bóng đen đột nhiên từ phía chân trời lao tới, cuối cùng, một người mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt huyết nữ. Thoáng cái, người áo bào đen này đột nhiên đánh ra một quyền. Một sóng khí khủng khiếp từ người mặc áo đen trước mặt chợt nổ tung lên, người mặc áo đen trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau khoảng 1.000 trượng, nhưng dạ ma cũng bị ép phải ngừng lại. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về người mặc áo đen này. Người này là ai? Không chỉ đám người bên cạnh tò mò, ngay cả huyết nữ cùng minh nữ cũng vậy. Nhưng chẳng bao lâu, nghi ngờ trong mắt huyết nữ đã biến mất. Bởi vì nàng đã nhận ra người áo bào đen này là ai? Dương Diệp. Người áo bào đen trước mắt này chính là Dương Diệp. Phía xa, dạ ma liếc mắt nhìn Dương Diệp, rác rưởi từ đâu tới. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, một luồng lực lượng thần bí từ trong tay phải hắn chấn động ra, lực lượng này lập tức lại tới đến trước mặt Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp bước về phía trước một bước. Một ánh sáng đỏ khủng khiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh sáng đỏ này vừa mới tiếp xúc cùng lực lượng kia, hai bên lập tức nổ tung ra. Sau đồng thời hóa thành hư vô, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Sát ý minh cảnh. Nếu như là sát ý chân cảnh, mọi người sẽ không kinh ngạc như vậy. Dù sao, ở đây đều là cường giả chân cảnh, đối với ý cảnh cấp bậc chân cảnh cũng đã từng gặp quá nhiều. Nhưng ý cảnh trên chân cảnh cũng chính là minh cảnh, điều này liền có chút hiếm thấy. Cho dù là ở Thiên Trụ Sơn có cường giả nhiều giống như chó, ý cảnh minh cảnh cũng đặc biệt khó gặp. Trước đây Dương Diệp đối địch cùng người, cũng có thi triển qua sát ý, nhưng sát ý đều bị ánh sáng kiếm ý của hắn che giấu. Dù sao, hắn là kiếm tu, người khác vừa nhắc tới hắn, điều nghĩ đến đầu tiên là kiếm, còn có kiếm ý, mà không phải là sát ý.
Dương Diệp không nhìn mọi người, hắn xoay người nhìn về phía huyết nữ, sau đó bấm tay bắn ra, ba viên đá năng lượng rơi vào trước mặt huyết nữ. Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, nàng thu hồi đá năng lượng, sau đó nuốt xuống. Lúc này, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dạ Ma, nói chính xác là nhìn về phía cổ linh mãng trên cánh tay Dạ Ma. Lực lượng thân thể của Dạ Ma thật ra căn bản không có mạnh mẽ bằng hắn, nhưng vừa rồi đối phương lại dựa vào lực lượng thân thể đẩy lùi hắn đủ nghìn trượng. Điều này dĩ nhiên là công lao của cổ linh mãng. Thứ này không tệ. Dương Diệp thầm nghĩ, trong mắt còn ánh lên sắc thái khó hiểu. Sát ý minh cảnh, có chút bất ngờ. Lúc này, Dạ Ma đột nhiên nói. Tuy nhiên, bản thân ngươi quá yếu, căn bản không có cách nào phát huy uy lực của nó đến mức tận cùng. Ta không quan tâm ngươi là ai, nếu ngươi nhúng tay, vậy đi tìm chết đi. Dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Thoáng cái, hắn đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía ngực của Dương Diệp. Vào lúc mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp sẽ ra tay hoặc né tránh, Dương Diệp lại giống như bị điểm huyệt đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho nắm đấm của Dạ Ma đánh vào trước ngực của hắn. Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng Dương Diệp lại khẽ cười. Phụt! Lúc này, trong miệng Dương Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vào lúc này, tay trái của hắn lại nắm lấy cánh tay phải của Dạ Ma, nói chính xác là thú hồn cổ linh mãng kia. Dạ Ma sửng sốt, thoáng cái. Hắn lại muốn dùng sức, mà vào lúc này, một lực hút đột nhiên từ trong ngực Dương Diệp tuôn ra, thoáng cái, thú hồn cổ linh mãng kia trực tiếp biến mất khỏi cánh tay của Dạ Ma trong phút chốc, tay trái của Dương Diệp hóa quyền, sau đó đánh về phía trước. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dạ Ma trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Ở đó, tất cả mọi người kinh ngạc. Người áo bào đen trước mắt này là ai? Phía xa, lúc này vẻ mặt Dạ Ma có chút dữ tợn. Nhưng phần nhiều chính là hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện hắn lại có thể mất đi liên hệ với cổ linh mãng. Cổ linh mãng này lại là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Đúng mà bây giờ đã không còn. Dạ Ma nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, giao nó ra. Dương Diệp liếc nhìn Dạ Ma, sau đó nói, chờ một chút. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp. Sau khi cổ linh mãng bước vào Hồng Mông Tháp, nó nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt kèm theo một chút mờ mịt, thoáng cái, trong mắt nó đầy khí thế tàn ác, ngửa đầu rít lên giận dữ, trong phút chốc, không gian xung quanh bị lực lượng của nó làm cho bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cách đó không xa là Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh, còn có Tiểu Bạch vẫn ôm kiếm gỗ. Nhìn cổ linh mãng mới tới, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nó sử dụng kiếm gỗ nhẹ nhàng gõ cánh của Cùng Kỳ một cái. Tiếp theo nàng lại chỉ về phía cổ linh mãng, dường như đang hỏi nó là ai. Cùng Kỳ liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Một gã xui xẻo. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào Hậu Khanh bên cạnh, giống như là đang nói có phải giống hắn không. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Hậu Khanh khẽ giật, tiểu tử này. Cùng Kỳ đã không nhịn được phá lên cười. Cách đó không xa, cổ linh mãng không ngừng đánh lên chân trời. Lực lượng cường đại trong đuôi nó làm cho không gian phía chân trời bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh nhìn về phía lúc đó, trong mắt đầy vẻ thương hại. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ xuất hiện ở cách cổ linh mãng không xa, móng nhỏ của Tiểu Bạch cầm lấy kiếm gỗ chỉ vào cổ linh mãng, sau đó lại chỉ vào phía chân trời, tiếp theo, nàng lại chỉ vào cổ linh mãng. Ý của nàng rất đơn giản, chính là đang nói cho cổ linh mãng biết, nó nên khiêm tốn một chút. Nếu không đợi lát nữa sẽ bị đánh. Nhưng cổ linh mãng lại đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt nó đầy khí thế tàn ác. Trong phút chốc, nó đột nhiên mở cái miệng khổng lồ, sau đó cắn Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn, trong phút chốc, nàng ôm kiếm gỗ thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên lưng Cùng Kỳ. Mà cổ linh mãng lại trực tiếp xông về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lạnh lùng nhìn cổ linh mãng nhưng không hề ra tay. Khi cổ linh mãng cách Cùng Kỳ chừng 10 trượng, một lực lượng thần bí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lực lượng này lập tức đánh vào trên thân cổ linh mãng. Cổ linh mãng trực tiếp bị lực lượng này đánh cho ngã trên mặt đất, thoáng cái, một áp lực mạnh mẽ trực tiếp ép ở trên thân cổ linh mãng, ở dưới uy áp này, cổ linh mãng trực tiếp bị ép cho run lẩy bẩy. Giờ phút này, trong mắt cổ linh mãng đầy vẻ hoảng sợ. Dần dần, vẻ hoảng sợ trong đó biến thành cầu xin tha thứ. Trong hiện thực, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, sau đó hắn nhìn về phía Dạ Ma,
Dạ ma nhìn chằm chằm Dương Diệp, ta không quan tâm ngươi là ai, ta nói một lần cuối cùng, giao nó ra, nếu không, ta nhất định diệt cửu tộc của ngươi. Dương Diệp đang muốn động thủ, lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, huyết nữ nhìn Dương Diệp vài giây, sau đó nói, để ta tới. Nói xong nàng lại muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp đã giữ tay nàng lại, sau đó lắc đầu, ngươi chữa thương cho tốt đã. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía dạ ma. Phía xa, sắc mặt dạ ma trầm xuống, đúng lúc này, cánh tay phải của Dương Diệp đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, thoáng cái, bùa chú màu vàng trên cánh tay phải của hắn được mở ra. Ở đây dưới tình huống không dùng kiếm, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng được dạ ma, cho dù bây giờ cơ thể hắn đã nhận được nâng cao rất lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có khả năng vận dụng cánh tay chiến thần. Bùa vừa được bóc ra, trong chớp mắt này, Dương Diệp lập tức cảm giác tay phải của mình đầy lực lượng. Tuy nhiên sắc mặt của hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, bây giờ thực lực của hắn đã nâng cao toàn diện, có thể thích ứng được với lực lượng của cánh tay chiến thần. Sở dĩ hắn vẫn lựa chọn phong ấn, là bởi vì hắn còn chưa có hoàn toàn dung hợp cùng cánh tay chiến thần, hắn không muốn bị lực lượng cánh tay chiến thần làm cho ảnh hưởng. Lúc này, dạ ma đột nhiên gần giọng nói. Nếu ngươi muốn chết, ta lại giúp ngươi được toại nguyện. Dứt lời, chân phải của hắn chợt dẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một chùm tia sáng màu đen bắn ra, chùm tia sáng màu đen này rất nhanh, lập tức đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên nhẹ nhàng dịch về phía sau nửa phần, ngay sau đó, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó thu lại phía sau, trong phút chốc, quyền phải của hắn chợt đánh về phía trước. Quyền ra, một lực lượng cường đại từ trong quyền phải của Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, lực lượng này lập tức đánh tàn ánh sáng màu đen trước mặt hắn, mà bản thân dạ ma cũng trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh cho bay đến hơn mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người ở đó đều kinh ngạc. Lúc này, tất cả mọi người càng thêm tò mò về thân phận của Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp một quyền đánh bay dạ ma, hắn tuyệt đối không thu tay lại, mà cơ thể thoáng động, đi tới trước mặt dạ ma, sau đó tính lại đánh ra một quyền nữa. Đơn giản, trực tiếp. Có thể nói những lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Dương Diệp là rất khủng khiếp, đi qua nơi nào, không gian đều bắt đầu vặn vẹo nghiêm trọng, không chỉ vặn vẹo, không gian xung quanh hắn còn bị đánh nát, vô cùng kinh người. Trước mặt Dương Diệp, dạ ma cảm giác lực lượng trong nắm đấm Dương Diệp, trong lòng thầm cả kinh, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, tay phải hắn thò ra phía trước, trong phút chốc, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở vị trí nắm đấm của hắn. Thoáng cái, trong đó chợt phát ra một lực lượng rất khủng khiếp. Cứ như vậy, lực lượng của hai người lấy phương thức trực tiếp nhất va chạm vào nhau. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp cùng dạ ma lại liên tục lùi lại phía sau, dạ ma trực tiếp lui gần 300 trượng mới dừng lại. Dương Diệp lại lui gần 100 trượng đã ngừng lại, thoáng cái, chân phải của hắn chợt dẫm một cái, cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra. Thoáng cái. Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt dạ ma, sau đó liền đánh ra một quyền. Không có dùng bất kỳ huyền kỹ cùng kỹ xảo nào, chỉ là một quyền đơn giản lại bạo lực. Hai người chiến đấu kịch liệt gần nửa canh giờ, dạ ma lập tức có chút chịu không nổi. Lúc này, cơ thể Dương Diệp lờ được nâng cao, cộng thêm cánh tay chiến thần của hắn, lực lượng của hắn đã có thể nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn. Đương nhiên, quan trọng nhất là năng lực khôi phục của hắn. Hai người chiến đấu kịch liệt, bọn họ phát ra lực lượng cường đại còn khiến cho được thân thể bọn họ bị chấn động rất lớn. Đối với Dương Diệp, được Hồng Mông Tử Khí trị liệu, chấn động này quả thực có thể nói là không đáng để nhắc tới. Nhưng dạ ma cũng không có năng lực khôi phục nghịch thiên này, bởi vậy, chiến đấu kịch liệt tiếp, dạ ma dần dần có chút chịu không nổi. Đúng lúc này, dạ ma cùng Dương Diệp đột nhiên tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt dạ ma. Ngay sau đó, nắm đấm của Dương Diệp giống như hạt mưa rơi về phía dạ ma. Ở dưới sự công kích điên cuồng của Dương Diệp, dạ ma lập tức liên tục thất bại, tháo chạy. Áp chế. Cho tới bây giờ, dạ ma ở dưới sự công kích điên cuồng của Dương Diệp, đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể bị động phòng ngự. Dương Diệp lại càng đánh càng hưng phấn. Thành thật mà nói, Dương Diệp thật sự thích dùng nắm đấm. Bởi vì dùng nắm đấm, từng quyền này mang đến cảm giác thì thật sự rất thoải mái. Mà dùng kiếm đạo lại không có cảm giác này. Đúng lúc này, dạ ma lại bị một quyền của Dương Diệp đánh bật ra. Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay,
mà vào lúc này, Dạ Ma đột nhiên nói, ngươi chính là Dương Diệp. Nghe thấy Dạ Ma nói vậy, rất nhiều người ở đó lập tức sửng sốt, thoáng cái, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt không tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Minh Nữ cùng Huyết Nữ lại có chút khó coi, một khi Dương Diệp bị lộ ra, vậy hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Ở đây là Thánh Khư Thành, trong này có không biết bao nhiêu người đang tìm Dương Diệp. Phải nói là tất cả Thiên Trụ Sơn cũng không biết có bao nhiêu người đang tìm Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp không nói gì, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dạ Ma, sau đó lại một quyền đánh tới. Dạ Ma trực tiếp bị đánh đến hơn trăm trượng, cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay, Dạ Ma đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nói các vị, hắn chính là Dương Diệp, vậy kiếm gỗ có thể phá kết giới lại ở trên người hắn. Dương Diệp không để ý tới Dạ Ma, lại muốn ra tay, lúc này, hơn 10 khí tức cường đại đột nhiên tập trung ở trên người hắn. Cảm giác được cảnh tượng như vậy khiến vẻ mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Lúc này, một lão già cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, các hạ thật sự là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ nói, không phải, không phải, Dạ Ma đột nhiên cười gằn nói. Dương Diệp, ta đã điều tra qua về ngươi, Dương Diệp ngươi không chỉ có kiếm đạo tuyệt vời, cơ thể cũng là một thế mạnh của ngươi, hơn nữa ngươi hình như cũng từng lĩnh ngộ sát ý. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chờ Dương Diệp trả lời. Lúc này, Dương Diệp lại nói không phải là không phải. Phía xa, Dạ Ma đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi nói ngươi không phải, vậy ngươi dám cầm thanh kiếm này sao? Những cường giả kia khẽ gật đầu, Dương Diệp là một kiếm tu tuyệt thế, chỉ cần hắn cầm kiếm, vậy bọn họ tuyệt đối có thể cảm nhận được hắn rốt cuộc có phải là Dương Diệp hay không. Dương Diệp nhìn kiếm trước mặt, im lặng. Lúc này, Dạ Ma cười lạnh, thế nào, không dám à? Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua Dạ Ma, trong phút chốc, hắn đưa tay cầm kiếm, thoáng cái liền lập tức biến mất. Nhất kiếm sát na thêm đại na di thuật. Thoáng cái, Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau Dạ Ma, mà giờ phút này, cơ thể Dạ Ma đã cứng ngắc. Trong chớp mắt yên lặng, giữa chân mày Dạ Ma đột nhiên bắn nhanh ra một vòi máu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lột áo choàng dài, sau đó hắn lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh, lão tử chính là Dương Diệp, tới giết trước đi. Dương Diệp, ở đó, yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp xuất hiện. Lại ở trước mặt của bọn họ, mà trong giờ phút này không có bất kỳ người nào ra tay, ở trong mắt tất cả mọi người đều là sự kiêng kỵ. Vừa rồi, Dương Diệp dùng một kiếm giết chết Dạ Ma trong nháy mắt. Tuy nhiên trước đó Dạ Ma cũng đã ở trạng thái bị thương nặng, nhưng đó cũng là một vị cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, đối phương còn gần như là cường giả chân cảnh lục đoạn siêu mạnh. Nhưng đối phương lại trực tiếp bị Dương Diệp dùng một kiếm giết chết trong nháy mắt. Ngay cả phản ứng cũng chưa kịp đã bị giết chết trong nháy mắt, không chỉ Dạ Ma không kịp phản ứng, rất nhiều người ở đó đều không có thấy rõ một kiếm vừa rồi. Điều này chính là điểm khiến bọn họ kiêng kỵ. Trước đó, bọn họ không có khái niệm chính xác về thực lực của Dương Diệp, chỉ cho rằng Dương Diệp có chút mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, đây nào phải chỉ có chút mạnh mẽ chứ? Đây là đặc biệt TC mạnh mẽ đấy. Ở đó, tất cả mọi người im lặng, nhưng không ai rời đi. Nhưng cũng không có ai ra tay, bởi vì ai đều không muốn con chim đầu đàn. Dương Diệp cơ không để ý tới mọi người xung quanh, hắn nhìn về phía Dạ Ma chỉ còn có một hơi thở, nếu như ngươi không ép ta dùng kiếm, ta dùng nắm đấm tuy có thể đánh bại ngươi, nhưng lại không có cách nào giết chết ngươi, đáng tiếc ngươi lại cứ ép ta dùng kiếm. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đồng tử của Dạ Ma hơi co lại, thoáng cái, hắn hoàn toàn tắt thở. Tay phải của Dương Diệp vung lên. Thu thi thể của Dạ Ma vào. Thật ra, hắn cũng không muốn để lộ mình, bởi vì làm như vậy sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng không có cách nào, vừa rồi rất nhiều người đã nghi ngờ hắn, hắn không để lộ cũng phải để lộ. Bởi vì nếu như hắn cầm kiếm, đó là 100% sẽ bại lộ. Hắn là kiếm tu, sau khi cầm kiếm, cho dù che giấu thế nào đi nữa, người khác cũng có thể cảm nhận được. Nếu không có cách nào giấu giếm, vậy không bằng dứt khoát thừa nhận. Dương Diệp thu kiếm trong tay vào, sau đó đổi lại thành kiếm tổ, hắn nhìn lướt qua mọi người xung quanh, có người tới giết không? Có người tới giết không? M Thanh rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một khí phách bình tĩnh. Lúc này,
một lão già áo bào đen đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lão già áo bào đen nhìn tới trên người của Dương Diệp, các hạ, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, không muốn kết hận thù cùng ngươi, nhưng kiếm gỗ này rất quan trọng với chúng ta. Chỉ cần ngươi giao ra kiếm gỗ, chúng ta sẽ lập tức xoay người rời đi. Giao ra kiếm gỗ. Tuy thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ, nhưng mọi người cũng không kém, tất nhiên sẽ không bị hắn dọa cho lui lại. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm gỗ này có sức hấp dẫn quá lớn. Dương Diệp nhìn lão già áo bào đen vừa nói chuyện, trong phút chốc, toàn thân hắn đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Vào nháy mắt này, cách giữa chân mày lão già áo bào đen mấy tấc đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Mũi kiếm. Điểm ánh sáng sắc bén ấy chính là mũi kiếm. Lão già áo bào đen nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, vẻ mặt lập tức đại biến, cũng may hắn cũng là một nhân vật lớn nên phản ứng không chậm, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, nhưng khí thế này vẫn bị một kiếm của Dương Diệp xé rách nghiền nát, chỉ có điều đã đủ để tranh thủ thời gian cho lão già áo bào đen, làm cho tránh đi. Lúc này, lão già áo bào đen đã xuất hiện ở cách đó hơn mấy trăm trượng. Mà ở giữa chân mày của hắn có điểm màu đỏ thẫm, nói chính xác là một lỗ máu. Máu tươi đang không ngừng từ trong đó tràn ra. Lão già áo bào đen nhẹ nhàng xoa trán, trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi, chỉ cần hắn chậm một chút, cho dù chỉ là một chút, tính mạng hắn đã khó giữ được. Thật mạnh, kiếm thật nhanh. Lão già áo bào đen ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó nói ta bỏ kiếm này. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở phía xa. Từ bỏ. Nói chính xác là không dám muốn. Lão già áo bào đen rất thông minh, bởi vì nếu như hắn tiếp tục muốn, Dương Diệp nhất định phải bất chấp tất cả giết chết hắn. Giết gà dọa khỉ. Hắn nhìn thấu điểm ấy, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn rời đi. Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đen này, hắn không truy sát đối phương. Bởi vì điều này không có ý nghĩa gì. Nếu như hắn muốn giữ đối phương lại, nhất định phải thi triển ra đại na di thuật gia tăng nhất kiếm sát na. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể thi triển một lần nhất kiếm sát na. Giữ lại thực lực. Dương Diệp lấy ra hai đá năng lượng nuốt vào, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua những người xung quanh, còn có ai muốn kiếm nữa. Ở đó, mọi người im lặng. Kiếm, mọi người tất nhiên đều muốn. Nhưng vấn đề là kiếm này rõ ràng không phải dễ nhận như vậy. Còn có một vấn đề. Đó chính là bây giờ ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Thấy mọi người không nói một lời, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía huyết nữ, đám người nhị tỷ đâu. Huyết nữ nói, đại tỷ đang đột phá, các nàng ở bên cạnh nàng bảo vệ. Đại khái còn cần bao lâu nữa? Dương Diệp hỏi, huyết nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói, có lẽ trong phút chốc, có lẽ một tháng, cũng có khả năng một năm. Dương Diệp lắc đầu. Không được, không thể ở đây lâu. Huyết nữ nói, ta biết, nhưng, bảo nàng đến chỗ ta đi. Dương Diệp đột nhiên nói. Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, nàng tất nhiên biết Dương Diệp nói là chỗ nào. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp chỉ chính là Hồng Mông Tháp. Huyết nữ nói. Chuyện bảo vật kia của ngươi, ta không nói với bất kỳ kẻ nào, cũng chưa từng nói với đại tỷ. Dương Diệp lắc đầu. Ta tín nhiệm ngươi, tín nhiệm Minh Nữ. Tín nhiệm tất cả tỉ muội của ngươi, cũng tín nhiệm nàng. Hơn nữa, nàng có ký ức của nhân nhân, nàng cũng biết rất nhiều bí mật của ta, huyết nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được, đi theo ta. Nói xong, thân hình nàng cùng Minh Nữ run lên, lập tức biến mất, Dương Diệp đang muốn đi vào Thiên Các Lâu, lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì liền xoay người liếc mắt nhìn mọi người, ta không chạy, chỉ ở bên Telerong. Dứt lời. Thân hình chợt rung lên rồi lập tức biến mất khỏi đó. Ở đó, mặt mọi người đờ đẫn. Đúng lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một giọng nói, chúng ta cần phải hợp tác, ít nhất tạm thời phải làm như vậy. Yên lặng trong chớp mắt, rất nhanh, mọi người đều khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Tin tức Dương Diệp xuất hiện ở Thánh Khư Thành đã giống như ôn dịch truyền ra khắp Thiên Trụ Sơn, trong giây lát, rất nhiều cường giả không ngừng chạy về phía Thánh Khư Thành. Không thể không nói, giờ phút này sự xuất hiện của Dương Diệp làm cho Thiên Trụ Sơn không bình tĩnh được. Thiên Các Lâu. Dương Diệp ở dưới sự hướng dẫn của huyết nữ cùng Minh Nữ, đi tới tầng mái của Thiên Các Lâu, nhìn thấy thiên nữ cùng nữ tử mù. Lúc này, thiên nữ ngồi ở vị trí chính giữa, hai mắt nàng khép hờ, không gian xung quanh thân giống như một vòng xoáy, không ngừng giãn ra co lại. Lúc này,
nữ tử mù bên cạnh thiên nữ đột nhiên xoay người, mặt hướng về phía Dương Diệp, ngươi tới rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, chào tam tỷ. Hắn thật lòng tôn kính nữ tử mù. Nữ tử mù khẽ gật đầu. Ngươi trưởng thành rất nhanh, chỉ sợ ta cùng nhị tỷ cũng khó có thể thắng ngươi bây giờ. Dương Diệp mỉm cười. Ta mạnh mẽ mấy đi nữa, tỷ cũng là tam tỷ của chúng ta. Nghe vậy, nữ tử mù hơi cong khóe miệng. Lúc này, Dương Diệp nói. Tam tỷ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần phải dẫn theo đại tỷ của các ngươi đi. Hắn biết rõ, những người bên ngoài kia sẽ không bỏ qua thanh kiếm gỗ, tất cả đều là những cường giả cấp lão quái vật, căn bản không có khả năng bị hắn hù dọa mà bỏ đi. Hơn nữa, bây giờ tin tức hắn xuất hiện ở Thánh Khư Thành chắc hẳn đã truyền ra, không biết có bao nhiêu cường giả muốn tới giết hắn. Hắn có thực lực cá nhân không tệ, thực lực của U Minh Điện cũng không tệ. Nhưng hắn biết rõ, bọn họ căn bản không có cách nào đối đầu cùng tất cả cường giả Thiên Trụ Sơn. Ở chỗ này, người ta dây dưa cũng có thể khiến bọn họ phải chết. Nữ tử mù nhìn về phía huyết nữ khẽ gật đầu. Không thể ở lâu. Nữ tử mù khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi về phía thiên nữ, lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, cẩn thận. Dương Diệp không hiểu, mà vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện ra một lực cắn nuốt rất khủng khiếp. Lực cắn nuốt này làm cho hắn cũng cảm giác tim đập nhanh. Nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, thiên nữ rất nguy hiểm. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đi tới trước mặt thiên nữ, sau đó vung tay phải lên, đón thiên nữ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp cũng không phải là nơi muốn đưa ai vào thì sẽ nhận người đó, sở dĩ có thể thu thiên nữ vào trong, nguyên nhân chủ yếu nhất là thiên nữ không phản kháng. Mặc dù thiên nữ đang đột phát, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ bên ngoài. Khí phách. Không thể không nói, giọng nói của Dương Diệp rất khí phách. Nhưng rất nhiều người ở đó đã âm thầm lắc đầu, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng những người ở trước mặt Dương Diệp là người nào. Dạ sát. Những người này là người của tổ chức thần bí dạ sát này. Ở Thiên Trụ Sơn có rất nhiều tổ chức, những tổ chức này đều là do cường giả siêu cấp lập thành. Tổ chức dạ sát này ít nhất là một trong năm tổ chức đứng đầu Thiên Trụ Sơn. Đừng thấy chỉ là trước năm, vì những tổ chức đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba cơ bản đều không ra mặt. Bởi vậy, dạ sát ở trong những thế lực Thiên Trụ Sơn là cực lớn, bởi vì bọn họ liên tục không ngừng thu người. Đương nhiên, không phải là người nào cũng có thể bước vào, bởi vậy, người của tổ chức dạ sát này đều có thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Phía xa, nam tử trung tuổi kia đột nhiên khẽ nở nụ cười. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên dám nói với tổ chức dạ sát ta như thế, cũng sẽ là người cuối cùng. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp mang theo từng bóng tàn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, trường thương chợt đâm về phía cổ họng của Dương Diệp. Thương ra như sấm chớp, nhanh đến mức tận cùng. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi, giơ kiếm liền chém, keng. Một âm thanh sắc bén chói tai bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau khoảng trăm trượng. Dương Diệp cũng lùi gần trăm trượng. Lần giao phong này, hai người không phân cao thấp. Phía xa, nam tử trung tuổi kia nhìn tay mình có chút tê dại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thật sự có tài. Tiếp tục tới đi. Dứt lời, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, bước ra một bước. Bản thân hắn đã trực tiếp xuất hiện một cách quỷ dị ở khoảng không trên đỉnh đầu của Dương Diệp, trong phút chốc, hai tay hắn nắm trường thương đâm mạnh xuống đầu của Dương Diệp. Dương Diệp không ngẩng đầu, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Ầm, mặt đất trực tiếp lún xuống, bản thân hắn lại hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếm của Dương Diệp cùng thương của nam tử trung niên chạm vào nhau với cách thức trực tiếp nhất pha. Ầm. Hai người vừa mới tiếp xúc, không gian ở đó lại chấn động mạnh, sau đó nứt ra, phải nói là muốn vỡ nát ra, dù sao lực lượng của hai người thật sự quá mạnh mẽ, không gian căn bản không có cách nào chịu được. Nhưng không gian vừa dạn nứt, đã bị một lực lượng thần bí lập tức chữa trị. Ở đó, Dương Diệp cùng nam tử trung tuổi kia chỉ vừa va chạm đã tách ra, nhưng trong phút chốc, nam tử trung niên đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp. Thoáng cái, trường thương trong tay hắn chợt quét ngang về phía Dương Diệp. Một lần quét ngang lại phát ra tiếng sấm nổ mạnh. Dương Diệp cong khóe miệng và cười lạnh, hắn không lựa chọn né tránh,
cũng không sử dụng bất luận kỹ năng gì, bởi vì ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ, bất luận là kỹ năng gì cũng không có tác dụng. Mà một thương của nam tử trung niên trước mắt này, bất kể là tốc độ hay lực lượng đều đạt tới mức độ cao nhất. Hắn chỉ có lấy cứng chống lại cứng. Mà hắn cũng làm như thế. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt trường kiếm, cũng quét ngang. Kiếm qua chỗ nào, không gian ở đó trực tiếp bị vỡ nát. Keng! Kiếm cùng thương vừa mới tiếp xúc, hai bên đồng thời chấn động mạnh, lực lượng cường đại giữa hai người chợt bạo phát ra, hai người trực tiếp bị lực lượng này chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, nhưng hai người lui lại chưa đến 10 trượng, đã cùng lúc bắn nhanh về phía nhau. Cứ như vậy, hai người lại chiến đấu. Một bên, nữ tử mù đột nhiên nói, ra tay sao? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Tiểu tử này không lấy ra hết tất cả sức lực, tạm thời chờ một lát xem đã, xem thử cực hạn của tiểu tử này thế nào. Nữ tử mù khẽ gật đầu. Được. Cách nữ tử mù không xa, Dương Liêm Sương nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nàng nhíu mày, tình hình có chút không ổn. An Nam Tĩnh đứng bên cạnh Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn nàng, có gì không ổn. Dương Liêm Sương nói, ngày hôm nay, chúng ta sợ rằng khó có thể đi ra ngoài. An Nam Tĩnh nhìn lướt qua xung quanh, dường như phát hiện ra điều gì, nàng cũng nhíu mày. Phía xa, lúc này Dương Diệp cùng nam tử trung niên đã chiến đấu với khí thế hừng hực. Một điều đáng để nói là Dương Diệp càng đánh càng mạnh, nam tử trung tuổi kia rõ ràng đã xuất hiện sự mệt mỏi. Bất kể là phòng thủ hay ra chiêu đều không mạnh như trước. Tiểu tử này chiến đấu gần người rất mạnh. Huyết nữ đột nhiên nói. Nữ tử mù khẽ gật đầu. Hắn có một điểm rất lợi hại là năng lực khôi phục quá mạnh mẽ, cho nên hắn chiến đấu gần với người khác, sẽ lựa chọn lấy vết thương đổi vết thương. Hắn bị thương, thì người khác cũng bị thương. Lúc này, người mặc áo đen này giao đấu với hắn, rõ ràng đã e ngại điều này. Nếu tiếp tục nữa, tối đa một giờ thì nam tử trung niên chắc chắn thất bại. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Đối phương sẽ không chiến đấu tiếp, chuẩn bị ra tay. Nữ tử mù khẽ gật đầu, huyền khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp bổ xuống, đẩy ra xa hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng không hề dừng tay, cơ thể hắn thoáng động, bắn nhanh về phía nam tử trung tuổi kia. Cách đánh của kẻ điên. Cách đánh của hắn chính là cách đánh của kẻ điên, không ngừng không nghỉ, đánh tới khi đối phương chịu không nổi mới thôi. Mà lần này, nam tử trung tuổi kia lại không ra tay, mà cơ thể thoáng động, trở lại trước mặt năm bóng đen này, tiếp theo, hắn vung tay phải lên, ra tay cùng lúc, đoạt lại cổ linh mãng. Dứt lời, hắn cùng năm người phía sau trực tiếp hóa thành từng bóng tàn lập tức biến mất. Cách đó không xa, huyết nữ đột nhiên nói, ra tay. Vừa dứt lời, các nàng trực tiếp biến mất. Dương Diệp không ra tay, mà ngừng lại, sau đó lấy ra mấy viên đá năng lượng nuốt vào. Bây giờ, hắn phải luôn luôn duy trì trạng thái huyền khí dồi dào, bình thường. Phải biết rằng, hiện tại trong bóng tối không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn. Nhìn thấy các nàng ra tay, đám người nam tử trung niên này cong khóe miệng lộ vẻ châm chọc, theo bọn họ thấy, dường như loại cường giả chân cảnh nhất đoạn như minh nữ, bọn họ có thể diệt mấy người trong nháy mắt. Nhưng, vừa giao đấu, vẻ mặt đám người nam tử trung niên lập tức đại biến. Sau khi thiên nữ được đưa vào hồng mông tháp, Dương Diệp nhìn về phía đám người huyết nữ. Chúng ta đi chứ? Các nàng khẽ gật đầu. Mà vào lúc này, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều đồng thời biến đổi. Thoáng cái. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả thiên các lâu trực tiếp hóa thành hư vô. Đi, các vị vẫn đừng đi thì hơn. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Vừa dứt lời, ở phía trước cách đám người Dương Diệp không xa xuất hiện 5 người áo đen. Mà ở trước mặt 5 người áo đen này là một nam tử trung niên mặc áo bào gấm màu đen đang đứng. 6 gã cường giả chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nhìn lướt qua 6 người này, trong lòng âm thầm lắc đầu, ở bên ngoài, có thể nói cường giả chân cảnh lục đoạn là hiếm có, cho dù là 8 đại thế gia, cường giả chân cảnh lục đoạn cũng ít đến thấy thương. Nhưng ở đây, cường giả chân cảnh lục đoạn quả thực giống như chó chạy đầy đất. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, phải biết rằng, hiện tại có thể nói tất cả cường giả chân cảnh lục đoạn trong trung thiên vũ trụ đều ở trong này. Lúc này, ánh mắt nam tử trung niên dẫn đầu đột nhiên rơi vào trên người của Dương Diệp, dạ ma là do ngươi giết chết. Dạ ma. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương,
sau đó nói. Ta giết qua rất nhiều người, không biết ngươi nói là người nào, có thể miêu tả kỹ càng vẻ bên ngoài của đối phương không? Nghe vậy, bầu không khí ở đó lập tức lạnh xuống. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, cho ngươi một lần cơ hội sắp xếp lại từ ngữ. Phía xa, trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chậm rãi giơ lên, chỉ vào nam tử trung tuổi phía xa kia, đã từng có rất nhiều người nói với ta lời như vậy, mà bây giờ, cỏ trên mộ của bọn họ cao ít nhất 3 trượng. Mọi người, chương 3529, tới bắt đi. 2. Đặc biệt là nam tử trung tuổi kia, bởi vì đối thủ của hắn là huyết nữ cùng nữ tử mù, mới vừa giao đấu cùng huyết nữ cùng nữ tử mù, hắn đã trực tiếp bị hai nàng liên thủ đánh ép đến ngoài 1000 trượng. Năm bóng đen chân cảnh lục đoạn còn lại đã bị Dương Liêm Sương cùng đám người minh nữ bao vây tấn công, phải liên tục thất bại, tháo chạy, không phải liên tục thất bại, tháo chạy, mà là quân lính tan rã. Không đến 10 hơi thở, trong đó có 2 bóng đen trực tiếp bị chém giết. Mà chém giết 2 bóng đen này chính là An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, trong mắt nam tử trung tuổi này có vẻ sợ hãi, hắn biết lần này mình đã khinh địch nghiêm trọng. Khinh địch nghiêm trọng. Lại vào lúc huyết nữ cùng nữ tử mù ra tay lần nữa, nam tử trung niên đột nhiên lấy ra một quyển trục bóp nát, thoáng cái, không gian trên không trung thánh khư thành đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, một truyền tống trận rất lớn xuất hiện ở trên không trung. Rất nhanh, truyền tống trận rất lớn này bắt đầu chấn động. Chỉ trong giây lát, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, từng bóng đen từ trong truyền tống trận này vọt ra. Một hơi thở sau, 10 bóng người màu đen xuất hiện ở đó. Trong đó, có 5 tên là cường giả chân cảnh lục đoạn, 5 tên khác lại là chân cảnh ngũ đoạn, nhưng trên thân của 5 tên cường giả chân cảnh ngũ đoạn phát ra khí tức cường đại. Hoàn toàn không kém hơn so với 5 tên cường giả chân cảnh lục đoạn kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt huyết nữ cùng nữ tử mù lập tức trầm xuống. Rõ ràng, hai nàng cũng không ngờ được lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Xem ra chúng ta đắc tội một thế lực không nhỏ. Nữ tử mù khẽ nói. Huyết nữ khẽ gật đầu, đúng là có chút không nhỏ. Lúc này, trong 10 bóng người màu đen mới xuất hiện này có một bóng đen trong tay cầm quải trượng màu đen đi ra. Người này liếc mắt nhìn đám người huyết nữ, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên trước đó thiếu chút nữa bị huyết nữ cùng nữ tử mù đánh chết. Dạ Minh, nếu ngươi dám sử dụng lệnh triệu tập khẩn cấp thì hẳn phải có lý do, nói thử xem. Tên nam tử trung niên Dạ Minh ôm quyền với người bóng đen cầm quải trượng, sau đó nói. Dạ Khô trưởng lão, sở dĩ thuộc hạ sử dụng lệnh triệu tập khẩn cấp là có 2 nguyên nhân, thứ nhất có người khiêu khích tổ chức Dạ Sát ta. Đối phương đã liên tục giết 3 người của tổ chức Dạ Sát ta, trong đó, cổ linh mãng của Dạ Ma cũng rơi vào trong tay đối phương. Còn có 1 nguyên nhân khác. Người bóng đen tên là Dạ Khô hỏi. Dạ Minh quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, còn có 1 nguyên nhân khác là bởi vì hắn. Dạ Khô quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, có ý gì? Dạ Minh nói. Dạ Khô trưởng lão, người này chính là Dương Diệp, kiếm có thể phá kết giới lại ở trong tay hắn. Nghe vậy, 2 mắt Dạ Khô lập tức nheo lại. Kiếm gỗ. Không có cường giả nào ở Thiên Trụ Sơn không biết tới thanh kiếm này. Trước đây lúc thanh kiếm rơi xuống đã kinh động rất nhiều cường giả của Thiên Trụ Sơn. Đáng tiếc là sau khi thanh kiếm kia rơi xuống lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhiều cường giả Thiên Trụ Sơn không tìm được, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Mà cách đây không lâu đột nhiên nghe đồn thanh kiếm gỗ này ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp đang ở trước mắt. Dạ Khô nhìn Dương Diệp, tay trái chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Dạ Minh đột nhiên nói. Dạ Khô trưởng lão, ta nghĩ thủ lĩnh sẽ thích thanh kiếm này. Thuộc hạ vốn định đoạt được kiếm này, sau đó hiến cho thủ lĩnh, nhưng lại không ngờ được, những người này có thực lực mạnh như thế, là thuộc hạ không có năng lực. Dạ Khô liếc nhìn Dạ Minh, sau đó nói. Chuyện này không trách được ngươi. Nói xong. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, ta thấy, ta bảo ngươi giao ra thanh kiếm kia, ngươi chắc chắn sẽ không giao, đúng không? Phía xa, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, đột nhiên hắn vung tay phải lên, kiếm gỗ xuất hiện ở phía bên phải của hắn. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, ánh mắt của tất cả mọi người ở đó lập tức nóng lên, bên trong hoàn toàn không che giấu sự tham lam. Dương Diệp chỉ vào kiếm gỗ. Nó lại ở trong này. Dạ Khô nhìn Dương Diệp vài hơi thở. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, ngay lập tức, một bóng đen bên cạnh hắn xông thẳng về phía Dương Diệp. Mà vào lúc này,
một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nơi đây. Đại Na Di thuật thêm nhất niệm thuần sát. Theo tiếng kiếm ngân này vang lên, ở đó xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, chỉ thấy đầu của bóng đen xông về phía Dương Diệp đột nhiên rơi xuống, nhưng thân thể hắn còn đang chạy về phía Dương Diệp. Rất nhanh, khi còn cách trước mặt Dương Diệp chưa tới một trượng, thân thể kia mới ngừng lại. Máu tươi văng đầy trên mặt đất. Lúc này, Dương Diệp giơ thanh kiếm gỗ lên cao, sau đó nói, tới bắt đi. Mọi người, tới bắt đi. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Giết chết trong nháy mắt. Giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt. Khi tất cả mọi người ở đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều có thêm phần kiêng kỵ rất sâu. Yêu nghiệt chiến thắng cường giả chân cảnh lục đoạn, cho dù giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng một huyền giả chân cảnh nhị đoạn tự nhiên trực tiếp giết chết một cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt. Là giết chết trong nháy mắt đấy. Giết chết trong nháy mắt là khái niệm thế nào? Điều này có nghĩa là thực lực của Dương Diệp vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn. Mà vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn, người như thế cũng không phải không có, nhưng đó đều là tu hành giả, hoặc cổ tu giả. Dương Diệp rõ ràng không phải là tu hành giả cùng cổ tu giả. Yêu nghiệt. Thật sự là yêu nghiệt siêu cấp. Phía xa, trong ánh mắt Giả Khô cũng có thêm một chút nghiêm trọng. Bởi vì cho dù là hắn cũng không có cách nào làm được chuyện giết chết một cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt. Nhưng người trước mắt này lại làm được. Giờ phút này, hắn thật sự thu hồi lại lòng khinh thường của mình. Nhưng nếu hắn bỏ đi như vậy, hiển nhiên là không có khả năng. Đừng nói là hắn, chính là đám người bên cạnh cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ở đây... Ai chưa từng trải qua sống chết, nếu muốn làm cho bọn họ sợ, thực lực của Dương Diệp còn chưa đủ đâu. Trừ khi là cổ tu giả rời núi. Lúc này, Dạ Khô đột nhiên nói. Trước thật sự đã coi thường ngươi, tuy nhiên, ngươi cho rằng dựa vào ngươi và các nữ nhân bên cạnh ngươi, có thể đối đầu với Dạ Sát ta sao? Nếu như ngươi nghĩ vậy, ta chỉ có thể nói, chỉ sợ ngươi đã nghĩ nhầm rồi. Một đấu một. Lúc này... Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ về phía Dạ Khô, ta không biết Dạ Sát của các ngươi là gì, cũng không muốn biết, bây giờ ta chỉ muốn tìm ngươi một đấu một. Vẻ mặt Dạ Khô trầm xuống. Xem ra ngươi rất tự tin, ngươi trẻ tuổi, ngươi. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Dạ Khô nói. Có thể đừng nói những lời thối tha đó hay không, ta lại hỏi ngươi, ngươi muốn một đấu một hay là vây đánh? Một đấu một, ta một đấu một với ngươi, không tính là bắt nạt ngươi chứ. Vây đánh, vậy các ngươi tới đi, thấy Dương Diệp gây sự như vậy, lúc này vẻ mặt Dạ Khô rất khó coi, tuy nhiên bởi vì khoác áo bào đen nên không người nào nhìn thấy. Nhưng từ khí tức cuồng bạo trên người hắn này lại làm cho mọi người biết, lúc này hắn đang tức giận. Một đấu một hay là vây đánh? Bình tĩnh mà xem xét, Dạ Khô muốn một đấu một, dù sao, hắn là chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp chỉ là chân cảnh nhất đoạn, nếu như hắn không ứng chiến, chuyển đi sẽ rất mất mặt. Nhưng cảnh tượng trước đó Dương Diệp giết chết tên cường giả chân cảnh lục đoạn kia trong nháy mắt vẫn luôn hiện ra trong đầu hắn. Im lặng trong chớp mắt, Dạ Khô đột nhiên nói. Ta đấu không lại ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đột nhiên sửng sốt, cả Dương Diệp cũng ngẩn người, đối phương giở trò gì vậy? Chịu thua à, thông minh. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương ở bên cạnh đột nhiên nói. Đám người minh nữ nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nói. Hắn nói như vậy lại có nghĩa là hắn không cần một đấu một cùng Dương Diệp, bởi vì hắn đã nhận thua. Ta biết các ngươi nghi ngờ vì sao hắn làm như thế. Bởi vì hắn không muốn trong lòng mình sinh ra tâm ma. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Vừa rồi, hắn đã đâm lao phải theo lao. Chiến đấu chỉ có một con đường chết. Không chiến đấu thì có thể sống, nhưng không chiến đấu, hắn nhất định sẽ sinh ra tâm ma. Cho dù hắn tìm cho mình lý do gì cũng sẽ sinh ra tâm ma. Người tập võ tối kỵ chuyện lừa mình dối người, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn chịu thua. An Nam Tĩnh nói. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Trực tiếp chịu thua, thừa nhận hắn đánh không nổi Dương Diệp. Cứ như vậy, hắn có thể không cần một đấu một với Dương Diệp, cũng có thể không cần sinh ra tâm ma. Bởi vì, hắn không lừa gạt mình, hắn quả thật đánh không nổi Dương Diệp, đây không phải là lý do. Mà là thừa nhận phần chưa đủ của mình. Dưới tình huống này, hắn không chỉ không khiến cho mình sinh ra tâm ma, có khả năng còn có thể làm cho tâm cảnh của mình được nâng cao. Nghe vậy,
Đám người minh nữ khẽ gật đầu, hiểu rõ ý đồ của Dạ Khô. Không thể không nói, Dương Liêm Sương nói vẫn rất có đạo lý. Trong loại tình huống vừa rồi, Dạ Khô lựa chọn chiến đấu thì sẽ phải chết, lựa chọn không chiến đấu, vậy hắn phải kiếm cớ, sở dĩ kiếm cớ dĩ nhiên là vì mặt mũi. Một khi kiếm cớ, vậy hắn đang lừa mình dối người. Nhưng hắn không tìm cớ mà trực tiếp thừa nhận đánh không nổi Dương Diệp. Kể từ đó, hắn có thể không cần một đấu một cùng Dương Diệp, lại càng không cần lừa mình dối người, làm cho mình có khả năng sinh ra tâm ma, tâm cảnh bị hao tổn. Hành động thông minh. Một bên, Dạ Khô liếc nhìn Dương Liêm Sương, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp, ta thừa nhận ngươi có tài năng hơn người. Nhưng kiếm này, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không bảo vệ nổi. Giao ra, chuyện ngươi giết người của Dạ Sát ta trước đó, ta có thể cam đoan với ngươi, Dạ Sát chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thậm chí còn có thể cho ngươi gia nhập tổ chức Dạ Sát, thế nào? Phía xa, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Để cho ta suy nghĩ 3 ngày được chứ? Nghe vậy, vẻ mặt Dạ Khô trầm xuống, xem ra, ngươi quyết tâm muốn tìm chết. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, một bùa chú lập tức từ bàn tay hắn phóng lên cao. Rất nhanh, tấm bùa kia nổ tung trên không trung. Thoáng cái, một đài truyền tống xuất hiện ở phía chân trời. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua đài truyền tống, sau đó nói. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Hâm mộ gì? Huyết nữ hỏi. Dương Diệp nói. Nếu như ta ném ra một lá bùa, sau đó liền có người tới giúp ta, thật là tốt biết bao. Huyết nữ vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Bớt đoán mò đi, Dương Diệp. Đúng lúc này, trong đài truyền tống phía chân trời này đột nhiên xuất hiện một lão già mặc áo bào đen. Khi lão già này xuất hiện ở phía chân trời, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi, cảm giác áp bách. Khi lão già này xuất hiện, trong chớp mắt này, tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được một cảm giác áp bách vô hình. Lúc này, Dạ Khô đột nhiên tới đón, L sau đó thi lễ với lão già mặc áo bào màu đen này, Dạ Ninh trưởng lão. Đã kinh động tới trưởng lão rồi, chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nói xong, hắn chỉ vào si phía Dương Diệp, sau đó bắt đầu kể lại. Qua khoảng chừng 10 hơi thở, lão già tên gọi Dạ Ninh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, ánh mắt dừng lại ở trên người của Dương Diệp trong chớp mắt, sau đó chuyển tới thanh kiếm gỗ này. Im lặng trong chớp mắt, hắn đột nhiên vẫy tay phải một cái, trong phút chốc, thanh kiếm gỗ này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó nó lại muốn bay về phía hắn. Mà vào lúc này, kiếm gỗ đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, thoáng cái, một đường kiếm quang từ trong đó bắn ra, kiếm quang có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt lại tới trước mặt Dạ Ninh. Phản kháng. Kiếm gỗ phản kháng, Dương Diệp còn chưa có ra tay, đây chỉ là kiếm gỗ phản kháng. Lúc này, Dạ Ninh nhẹ nhàng vung tay phải lên, kiếm quang kia trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoáng cái. Tay phải hắn nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ, một lực hút mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy thanh kiếm gỗ. Mà vào lúc này, một kiếm ý cường đại đột nhiên bao phủ lấy kiếm gỗ. Ong! Khi bị kiếm ý bị bao phủ, trong chớp mắt này, kiếm gỗ đột nhiên run rẩy kịch liệt, thoáng cái, một tiếng kiếm ngân vang lên, tiếng kiếm ngân này trực tiếp đập nát lực hút này thành hư vô. Cùng lúc đó, kiếm gỗ bay đến trong tay của Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt Dạ Ninh rơi vào trên người của Dương Diệp. Ta đã gặp qua rất nhiều yêu nghiệt, cũng từng giết rất nhiều người. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, huyết nữ đột nhiên kéo cánh tay của hắn, sau đó nói, ta tới. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, hắn biết, huyết nữ lo lắng cho hắn. Bởi vì thực lực của lão già trước mặt này, căn bản không giống với cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Người này kém hơn tu hành giả cùng cổ tu giả rất nhiều, nhưng tuyệt đối là cường giả cấp lão quái vật. Thật sự là lão quái vật. Dương Diệp lắc đầu, không có chuyện gì, cứ để ta tới. Huyết nữ có thực lực rất mạnh, nàng cũng không nhất định thua Dạ Ninh. Nhưng hắn vẫn muốn tự mình tới. Chiến đấu. Hắn cũng khát vọng chiến đấu cùng cường giả chân chính. Mỗi lần chiến đấu sinh tử đều có thể làm cho hắn nhận được nâng cao này không chỉ ở trên phương diện thực lực, còn có nâng cao trên phương diện tâm cảnh. Ngươi xác định chứ? Huyết nữ hỏi, Dương Diệp khẽ gật đầu, xác định. Huyết nữ khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, nàng nhìn về phía đám người Dạ Khô. U Minh Điện ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây sự. Muốn chiến đấu, vậy U Minh Điện ta theo hầu tới cùng.
Dứt lời, nàng vung tay phải lên. Không nên bận tâm, giết. Vừa dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp hóa thành một ánh sáng máu lao vọt về phía Dạ Khô, thân hình đám người Dương Liêm Xương bên cạnh cũng run lên, lao vọt về phía những cường giả phía sau Dạ Khô. Chiến đấu. Ở đó lập tức bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Cũng may không gian của Thánh Khư Thành cũng đủ kiên cố, nếu không, tất cả Thánh Khư Thành có khả năng sẽ bị đánh nát. Tuy nhiên như vậy, nhưng kiến trúc trong mấy vạn dặm ở đó đều bị lực lượng mọi người làm cho hóa thành hư vô. Giờ phút này, rất nhiều cường giả đều đang tò mò về thân phận của đám người Minh Nữ. Phải biết rằng, trước đây đám người Minh Nữ chưa từng xuất hiện qua ở Thiên Trụ Sơn này, bởi vậy, bọn họ tất nhiên sẽ tò mò, đặc biệt tò mò về thực lực của các nàng. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là chân cảnh bình thường, nhưng thực lực này khó tránh khỏi cũng quá mức nghịch thiên, mỗi người đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Những nữ nhân này là yêu nghiệt từ đâu xuất hiện? Ở đó, Dương Diệp cùng Dạ Ninh vẫn chưa có động thủ. Sở dĩ Dương Diệp không lựa chọn ra tay, bởi vì hắn muốn khôi phục thêm một chút huyền khí. Vừa rồi hắn sử dụng đại na di thuật thêm nhất kiếm sát na, đã tiêu hao gần một nửa huyền khí của hắn, bây giờ, đối phương không ra tay. Hắn tất nhiên sẽ không ra tay trước, có thể kéo dài được chút nào hay chút đó. Dạ Ninh không ra tay, lại có lời muốn nói. Sau khi Dạ Ninh nhìn Dương Diệp một hồi mới nói, ngươi là một nhân tài, đáng tiếc đầu óc không đủ dùng. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Con người ta chính là như vậy, không có gì khác, chỉ có một tính tình thối. Người khác đối xử tốt với ta, ta lại tốt với người đó. Nếu như người khác muốn bắt nạt ta, nói đến đây. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Ta sẽ làm cho hắn hiểu rõ, vì sao hoa đỏ như vậy? Vì sao hoa đỏ như vậy? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Dạ Ninh lập tức trầm xuống. Hắn nhìn Dương Diệp một lát, sau đó hắn khẽ gật đầu, nếu như vậy, ngươi lại đi tìm chết đi. Dứt lời, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Trong phút chốc, bản thân hắn đã xuất hiện ở trong không trung phía chân trời, thoáng cái. Hắn đột nhiên cách không điểm một chỉ về phía Dương Diệp bên dưới. Trong phút chốc, không trung trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một xoáy nước cực lớn, thoáng cái, một ngón tay rất lớn dài đến trăm trượng mang theo uy áp vô tận từ trong đó vọt ra. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp làm cho tất cả mặt đất bắt đầu nổ tung và sụp xuống, cùng lúc đó, tất cả Thánh Khư Thành tự nhiên bắt đầu run rẩy, dường như không chịu nổi ngón tay này vậy. Tình thế vô cùng kinh người, bên dưới. Tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt kiếm gỗ trong tay, trong phút chốc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai luồng ý cảnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, thoáng cái, hai luồng ý cảnh này đều tràn vào kiếm gỗ trong tay hắn. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên cao. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giẫm nhẹ chân phải một cái. Ầm! Không gian nơi hắn đặt chân chấn động mạnh, bản thân Dương Diệp lại hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía ngón tay cực lớn này. Kiếm quang rất nhanh, không gian bị cắt ra giống như mảnh giấy vậy. Cứ như vậy, trong ánh mắt vô số người nhìn chăm chú, kiếm quang đâm vào đầu ngón tay cực lớn này. Ầm! Trong phút chốc, ở đó giống như có tiếng sấm sét nổ vang. Kiếm gỗ trong tay Dương Diệp cùng ngón tay cực lớn này chấn động mạnh, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị ngón tay cực lớn này ép rơi nhanh xuống dưới. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, hai tay hắn nắm kiếm gỗ chợt xoay tròn. Suy, cả người hắn và kiếm trực tiếp xuyên qua ngón tay cực lớn này. Ầm, ngón tay cực lớn này ầm ầm vỡ nát, kiếm khí xông thẳng lên trời. Trong chớp mắt, Dương Diệp lại hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt Dạ Ninh, lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong đó trực tiếp làm cho không gian quanh thân Dạ Ninh giãn nứt ra. Dạ Ninh lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khi kiếm của Dương Diệp cách hắn gần một trượng, tay hắn đột nhiên giơ lên, sau đó nhẹ nhàng rạch một cái. Suy. Một đường ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn tay mình run rẩy ra, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ninh, trong mắt có thêm vài phần nghiêm trọng. Rất mạnh. Lão già trước mặt này có thực lực mà cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản không thể so sánh. Phía xa, Dạ Ninh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đúng là một yêu nghiệt. Có chút bản lĩnh, chờ ngươi trưởng thành lên, lão phu có thể thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, loại như ngươi, lão phu có thể đánh mấy người. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, sau đó tay phải hắn giơ lên trên cao,
trong phút chốc, nó chợt hạ xuống dưới. Theo bàn tay của Dạ Ninh hạ xuống, phía xa, không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên co lại, ngay sau đó, một mảnh không gian kia giống như ngọn núi lớn chợt ép về phía Dương Diệp. Cổ tay phải của Dương Diệp thoáng động, một đường kiếm quang phóng lên cao, cùng lúc đó, bản thân hắn cũng hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía đỉnh đầu. Lực phá! Ầm ầm ầm! Ở đó vang lên từng tiếng nổ vang, thoáng cái, mảnh không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp kia đột nhiên vỡ nát ra, rất nhiều năng lượng cùng sóng khí ở chân trời bạo phát, trong phút chốc, phía chân trời hoàn toàn hỗn loạn. Qua khoảng chừng 30 hơi thở, phía chân trời mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này, Dương Diệp cùng Dạ Ninh cách nhau khoảng 500 trượng. Lúc này hai người từ trên xuống dưới đều có vết thương, Dương Diệp tương đối nghiêm trọng hơn, trang phục trên người hắn đã biến mất, mà lúc này, trên cơ thể của hắn nứt ra giống như mai rùa. Tuy nhiên, sắc mặt Dương Diệp lại cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì giờ phút này, hắn là trạng thái bá thể, hắn căn bản không cảm giác được trên thân có gì khác thường. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có Hồng Mông Tử Khí đang liên tục không ngừng chữa trị cho cơ thể hắn. Bởi vậy, tuy vết thương trải rộng, nhưng với Dương Diệp tuyệt đối không có vấn đề quá lớn. Đối diện Dương Diệp, ở trên người Dạ Ninh lại có chừng 10 vết thương do kiếm gây ra, những vết thương này đều rất gần với chỗ chí mạng trên cơ thể Dạ Ninh, đặc biệt vết thương chỗ cổ của hắn, nếu như trước đây không phải hắn tránh nhanh, một kiếm kia đã cắt qua cổ họng của hắn. Dạ Ninh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Thân thể cường đại, kiếm khí sắc bén, năng lực chữa trị biến thái. Không thể không nói, ngươi thật sự làm cho ta đặc biệt bất ngờ. Nếu như ngươi là chân cảnh tứ đoạn, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là chân cảnh nhị đoạn. Dứt lời, hắn đột nhiên lắc mình lao qua không trung, trong phút chốc, hai tay hắn chập lại, sau đó vỗ mạnh về phía Dương Diệp bên dưới. Ầm! Không trung trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên sôi trào lên. Từng khí tức cường đại giống như ngọn núi lớn nghiền ép về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, ở trong mảnh không gian kia có một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên chui ra, trong phút chốc, bàn tay khổng lồ màu đen kia trực tiếp đập về phía Dương Diệp. Bên dưới, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai tay hắn nắm chặt kiếm gỗ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, cùng lúc đó, hai loại ý cảnh của hắn cũng từ trong cơ thể cuốn ra ngoài, cuối cùng đều trào vào trong kiếm gỗ. Lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên dẫm mạnh vào trong hư không. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang rất nhanh, không gian đều bị xé rách nghiền nát. Trong đó phát ra kiếm ý mạnh mẽ, càng làm cho rất nhiều người ở đó không dám nhìn thẳng. Sắc bén. Giờ phút này, tất cả người Thánh Khư Thành đều cảm nhận được một kiếm khí sắc bén này. Đường kiếm khí này dường như muốn đâm thủng trời đất. Kiếm thế mạnh mẽ này trực tiếp cắt vụn khí thế do bàn tay kia phát ra, thoáng cái, Dương Diệp hóa thành đường kiếm quang này lấy cách thức trực tiếp nhất đâm vào trên bàn tay cực lớn này. Hai bên va chạm vào nhau, ở đó lập tức vang lên một tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm sét. Bàn tay cực lớn này chấn động mạnh, thoáng cái, nó trực tiếp nổ tung ra, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ năng lượng từ phía chân trời rơi xuống. Mà Dương Diệp lại trực tiếp bị lực lượng trong đó đánh cho rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, huyết nữ cùng nữ tử mù đang giao đấu cùng cường giả tổ chức Dạ Sát lập tức nhíu mày. Lo lắng. Không chỉ hai nàng, lúc này đám người Dương Liêm Sương cũng có chút bận tâm. Đúng lúc này, một bóng người từ trong mặt đất vọt ra. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Dương Liêm Sương thở phào nhẹ nhõm. Phía chân trời, khi Dạ Ninh nhìn thấy được Dương Diệp từ mặt đất lao lên, giây phút đó, vẻ mặt hắn rất khó coi. Ban đầu, hắn cho rằng với một trưởng trước đó, cho dù không thể giết chết Dương Diệp, nhưng ít nhất cũng có thể Dương Diệp làm bị thương nặng. Nhưng hiện tại xem ra, dáng vẻ Dương Diệp căn bản không giống như bị thương nặng hình dáng. Phòng ngự, năng lực chữa trị. Sở dĩ Dương Diệp có thể chống lại hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất là hai thứ này. Mặc dù Dương Diệp chỉ là chân cảnh hai đoạn, nhưng phòng ngự thân thể của hắn lại khó có thể dễ dàng phá hủy được. Hắn không chỉ có thân thể cường đại như vậy, còn có thêm năng lực chữa trị càng khủng khiếp hơn cơ thể. Đây là một bộ xương cứng. Bên dưới, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Ninh tới. Tiếp tục tới đây. Dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Nhất kiếm sát na. Thật ra,
một chiêu này đối với cường giả chân cảnh lục đoạn đã không có uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên, đó là dưới tình huống bình thường, mà bây giờ, không phải là dưới tình huống bình thường. Bây giờ hắn không chỉ dùng tới ý cảnh minh cảnh, còn có kiếm gỗ cùng cánh tay chiến thần. Dưới tình huống này, uy lực một kiếm này của hắn có thể nói là đạt tới một độ cao mới, cũng chính bởi vì vậy, một kiếm này của hắn có thể uy hiếp được cường giả chân cảnh lục đoạn. Vào giây phút khi Dương Diệp biến mất, Dạ Ninh ở phía chân trời lập tức biến sắc, thoáng cái, hắn xoay người chợt đánh ra một chưởng. Chưởng ra, kiếm vừa tới. Kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp và kiếm bị đẩy lui mấy trăm trượng, mà bản thân Dạ Ninh cũng bị lực lượng trong một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui gần trăm trượng. Phía xa, Dạ Ninh nhìn bàn tay của mình, lúc này bàn tay của hắn đã có thêm một lỗ máu. Im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, không hổ danh là thần vật đến từ thượng giới, cường đại như vậy. Dứt lời, tay phải hắn lật một cái, một cây côn sắt màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Từ khi giao đấu đến bây giờ, hắn phát hiện không cần vũ khí là không được. Bởi vì cơ thể hắn căn bản không chịu được kiếm gỗ của Dương Diệp. Tiếp tục dùng cơ thể cứng rắn chống lại kiếm của Dương Diệp như vậy, hắn có thể sẽ bị hao tổn mà chết. Dương Diệp không nói nhảm, sau khi hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, lại hóa thành một đường kiếm quang bắn ra. Tiêu hao. Thật ra, bây giờ hắn đánh cũng rất tiêu hao, bởi vì hắn căn bản không có cách nào giết chết lão già trước mắt này trong chớp nhoáng, cho dù dùng tới đại na di thuật cũng không nắm chắc. Quan trọng nhất, nếu như bây giờ hắn vận dụng đại na di thuật, vậy có nghĩa là hắn sẽ bị tê liệt. Lấy tình hình của hắn bây giờ, nếu mạnh mẽ thi triển đại na di thuật, hắn sẽ lập tức mất đi sức lực chiến đấu. Khi đó, cho dù một cường giả cảnh giới luân hồi tới cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Cho nên, không phải hắn muốn hao tổn, mà là hắn không thể không hao tổn. Bây giờ, giữa hắn cùng Dạ Ninh, lại xem ai không chịu nổi hao tổn trước. Cứ như vậy, hai người lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Không chỉ hai người, đám người huyết nữ cũng đang cùng cường giả Dạ Sát ở đó chiến đấu kịch liệt. Lần này, bên phía đám người huyết nữ tuyệt đối không chiếm thượng phong, nhưng cũng không bị áp chế, chỉ có thể nói một cuộc chiến với lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu như tiếp tục chiến đấu nữa, phần thắng của đám người huyết nữ có lẽ sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì biểu hiện của đám người huyết nữ tương đối thả lỏng. Đúng lúc này, ở phía chân trời kia đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận cực lớn, ngay sau đó, mấy khí tức cường đại đột nhiên từ trong đó truyền ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp đang giao đấu cùng Dạ Ninh cách đó không xa lập tức trở nên dữ tợn. Lại có trợ thủ tới. Lúc này, trong mắt Dương Diệp đầy khí thế tàn ác. Hắn chưa từng nghĩ tới đối địch với tổ chức Dạ Sát, nhưng đối phương lại không muốn buông tha cho hắn, hết lần này tới lần khác phái cường giả tới giết hắn. Điều này làm cho hắn phát cáu. Phía chân trời, tất cả mọi người nhìn chăm chú, lại có ba gã lão giả áo bào đen xuất hiện. Tất cả đều là cường giả chân cảnh lục đoạn. Lão già dẫn đầu nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên thân Dạ Ninh phía xa. Dạ Ninh, chuyện kiếm gỗ quan trọng như vậy, người tự nhiên không thông báo trước với tổ chức, thế nào, người muốn cướp đoạt kiếm gỗ sau đó độc chiếm à? Vẻ mặt Dạ Ninh chợt trở nên lạnh lùng, Tô Nguyên, nếu như người muốn hãm hại ta, lý do này hình như có chút không đủ đâu. Lão già tên là Tô Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói chính xác là nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, khi thấy thanh kiếm gỗ này, trong mắt hắn lập tức xuất hiện vẻ tham lam hoàn toàn không che giấu. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ cao kiếm gỗ trong tay lên, sau đó nói. Thế nào, muốn có nó à? Tô Nguyên nhìn về phía Dương Diệp, đúng là rất muốn, thì sao? Dương Diệp khẽ cười, tới lấy đi. Tô Nguyên nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, vậy thì tới. Dứt lời. Thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đường màu đen bắn nhanh về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, một uy áp vô tận trực tiếp bao phủ xung quanh Dương Diệp, làm cho hắn không có cách nào né tránh. Dương Diệp cũng chưa từng nghĩ tới chuyện né tránh. Vào giây phút Tô Nguyên ra tay, tay phải của Dương Diệp đột nhiên đặt ở ngực, thoáng cái, một khí tức khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Ngay sau đó, một con mãnh thú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Con hung thú này dĩ nhiên chính là Cùng Kỳ. Gào. Cùng Kỳ vừa ra liên gầm lên. Khí tức cường đại do Tô Nguyên phát ra trực tiếp bị đánh tan. Ngay sau đó, Cùng Kỳ tung người nhảy lên,
trực tiếp đánh tới Tô Nguyên này. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tô Nguyên này trực tiếp bị đẩy tới ngoài nghìn trượng. Mãnh thú. Lúc này, Dạ Ninh phía xa trầm giọng nói. Trong mắt hắn có thêm một chút nghiêm trọng, không chỉ hắn, trong mắt Tô Nguyên ở cách hắn không xa này cũng có chút nghiêm trọng. Cùng kỳ mang đến cho bọn họ sự uy hiếp. Phía xa, cơ thể Dương Diệp đột nhiên thoáng động, đi tới trên lưng Cùng Kỳ, tiếp theo, hắn vỗ nhẹ vài cái vào phía sau lưng Cùng Kỳ. Cùng Kỳ hiểu ý, hai chân nó chợt dẫm mạnh vào trong hư không, trực tiếp dẫn theo Dương Diệp lập tức biến mất. Trong chớp mắt khi Cùng Kỳ biến mất, một đường kiếm quang đột nhiên thoáng hiện ở nơi đây, đường kiếm quang này nhỏ giống như kim châm, rất nhiều người ở đó căn bản không nhìn thấy. Đây là do tốc độ quá nhanh. Cách đó không xa, vào giây phút Cùng Kỳ cùng Dương Diệp biến mất, Tô Nguyên này chợt biến sắc, hai tay hắn vội vàng chồng lên nhau, sau đó vỗ mạnh ra ngoài. Ầm, một ánh sáng trắng từ trong hai tay hắn cuốn ra ngoài, ánh sáng trắng này mới vừa xuất hiện, Cùng Kỳ dẫn theo Dương Diệp ngự kiếm đã tới. Khi kiếm của Dương Diệp tiếp xúc đến ánh sáng trắng, nó lập tức giống như tuyết gặp dầu sôi, liền tiêu tan. Mà lúc này, một nắm đấm đánh vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Ầm, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, nhưng Tô Nguyên này lại trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp làm cho chấn động đến ngoài nghìn trượng, vừa dừng lại, trong miệng Tô Nguyên này lại liên tục phun ra mấy ngụm máu. Trên lưng Cùng Kỳ, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ được một kiếm vừa rồi của mình tự nhiên lại mạnh mẽ như vậy. Không đúng, là Cùng Kỳ. Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên có chút hưng phấn. Cùng Kỳ. Ở dưới tình huống không thi triển đại na di thuật, tốc độ của hắn kém hơn Cùng Kỳ. Mà khi hắn có thể kết hợp với Cùng Kỳ, chính là hắn thi triển nhất kiếm sát na, tốc độ cùng lực lượng này là do Cùng Kỳ cung cấp. Nói chính xác là tốc độ do Cùng Kỳ cung cấp, lực lượng lại do hắn cùng lực lượng của Cùng Kỳ tổng hợp lại. Dưới tình huống này, uy lực nhất kiếm sát na của hắn lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là hắn không cần tiêu hao huyền khí tới tăng cường tốc độ. Một công đôi việc. Nghĩ đến đây, Dương Diệp càng hưng phấn hơn. Trong phút chốc, hắn vỗ nhẹ Cùng Kỳ vài cái, Cùng Kỳ hiểu ý, trực tiếp hóa thành một đường màu đen lập tức biến mất. Suy. Ở trong ánh mắt mọi người, không gian trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị vỡ ra, cùng lúc đó ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Nguyên này trực tiếp bị đánh đến ngoài nghìn trượng. Găng tay thép trên tay phải của hắn đã rạn nứt. Lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lại lập tức biến mất. Phía xa, Tô Nguyên này biến sắc, hắn chợt nhìn về phía Dạ Ninh cách đó không xa, còn không ra tay. Vừa dứt lời, cơ thể hắn chợt xoay tròn, hơn 10 trưởng ấn năng lượng cường đại từ trong hai tay của hắn nhanh chóng hiện ra, nhưng những trưởng ấn năng lượng này tiếp xúc với kiếm của Dương Diệp thì lập tức bị vỡ ra, hóa thành hư vô. Ầm, Tô Nguyên lại bị chấn động bay ra ngoài, lần này bay mấy trăm trưởng. Mà khi Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, Dạ Ninh cùng hai lão giả áo bào đen khác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ba người đều ra tay, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ cũng không hề né tránh, trực tiếp đụng tới. Ầm, lực lượng của ba người cùng Cùng Kỳ còn có Dương Diệp vừa mới tiếp xúc, không gian bên trong mấy vạn trượng ở đó lại chấn động mạnh, sau đó rạn nứt. Lần này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ bị đẩy lui đủ trăm trượng, mà ba người Dạ Ninh thì bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Thực lực của ba người đều là cao cấp nhất. Nhưng ở trước mặt lực lượng của Dương Diệp và Cùng Kỳ vẫn không đủ. Phải biết rằng, giờ phút này Dương Diệp đang nắm kiếm gỗ trong tay, tay phải lại là cánh tay chiến thần, lực lượng bản thân hắn lại căn bản vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Về phần Cùng Kỳ, vậy càng không cần phải nói. Giờ phút này thực lực của bản thân Cùng Kỳ hắn đã có thể so sánh với cường giả chân cảnh lục đoạn, hơn nữa còn không phải là cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Bởi vậy, hắn cùng Dương Diệp phối hợp với nhau. Lực lượng đi ra đặc biệt khủng khiếp. Phía xa, vẻ mặt đám người Dạ Ninh rất nghiêm trọng. Bọn họ không ngờ được, sau khi Dương Diệp cùng mãnh thú này phối hợp lại thì khủng khiếp như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt ba người Dạ Ninh cùng Tô Nguyên lập tức biến đổi, bọn họ lại muốn phòng thủ, nhưng rất nhanh, Tô Nguyên biến sắc, vội vàng nói cản bọn họ lại. Vừa dứt lời, hắn cùng đám người Dạ Ninh trực tiếp biến mất. Lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đã xuất hiện ở một chiến trường khác ngoài mấy ngàn trượng, nơi đó huyết nữ đang giao đấu cùng Dạ Minh. Vào giây phút khi Dương Diệp cùng Cùng Kỳ biến mất, Dạ Minh đang giao đấu cùng Hát Cao huyết nữ lập tức biến sắc,
giờ phút này, tóc gáy trên toàn thân hắn đều dựng ngược. Không hề do dự, hắn liền muốn rút lui khỏi đó, nhưng vẫn quá muộn. Suy, một đường kiếm quang đột nhiên từ giữa chân mày của Dạ Minh vọt ra, trong nháy mắt, cơ thể Dạ Minh cứng đờ. Dần dần, máu tươi từ giữa chân mày Dạ Minh tràn ra, trong giây lát, trên mặt Dạ Minh biến thành gương mặt máu, sắc thái trong mắt hắn cũng dần dần biến mất, mãi đến khi không có bất kỳ sắc thái nào. Thật ra, dưới tình huống Dương Diệp không thi triển đại na di thuật thì khó có thể giết chết Dạ Minh trong nháy mắt. Đáng tiếc, trước đó Dạ Minh giao đấu cùng huyết nữ, nên phần lớn tinh lực đều đặt ở trên thân huyết nữ, Dương Diệp lại đánh lén, bởi vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp bị Dương Diệp cùng kỳ hợp lực giết chết trong nháy mắt. Sau khi một kiếm giết chết Dạ Minh trong nháy mắt, tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu thi thể hắn vào, mà lúc này, Tô Nguyên cùng đám người Dạ Ninh đã đi tới trước mặt hắn cùng kỳ, nhưng cùng kỳ cùng Dương Diệp tuyệt đối không để ý tới bốn người Tô Nguyên, mà lại lập tức biến mất. Ngoài nghìn trượng, suy, trước mặt nữ tử mù, giữa chân mày của một cường giả chân cảnh lục đoạn đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén, thoáng cái, cơ thể của cường giả chân cảnh lục đoạn này trực tiếp cứng đờ, ngay sau đó, thi thể hắn lặng lẽ biến mất. Thoáng cái, Dương Diệp cùng kỳ lại lập tức biến mất. Chọn kẻ dễ giết để giết. Đây là mục đích của Dương Diệp bây giờ. Dạ Ninh cùng Tô Nguyên có thực lực mạnh hơn cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường rất nhiều, cho dù là hắn cộng thêm cùng kỳ cũng không có cách nào dễ dàng tiêu diệt đối phương, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn những kẻ dễ giết để tới giết. Dạ Ninh cùng ba người Tô Nguyên rõ ràng cũng biết mục đích của Dương Diệp, bốn người lại muốn xông về phía Dương Diệp, nhưng vào lúc này, huyết nữ cùng nữ tử mù này đột nhiên ngăn cản ở trước mặt bốn người. Không nói lời nào, hai tay huyết nữ vẫy một cái, một biển máu trực tiếp đánh về phía bốn người Tô Nguyên. Trong lúc huyết nữ cùng nữ tử mù ngăn cản bốn người Dạ Ninh, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Giết chết trong nháy mắt. Giờ phút này, trong lòng vô số người bắt đầu thấy sợ hãi. Dương Diệp giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt lại giống như cắt cải trắng vậy. Lúc này, rất nhiều người vốn có muốn đánh chủ ý vào Dương Diệp, trong lòng đã hủy bỏ ý nghĩ này. Mười hơi thở sau, Dương Diệp ngừng lại. Không chỉ hắn ngừng lại, Dương Liêm Sương cùng đám người Minh Nữ cũng ngừng lại, sau đó mọi người trực tiếp bao vây Dạ Ninh cùng với bốn người Tô Nguyên. Lúc này, vẻ mặt bốn người Tô Nguyên rất khó coi. Gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Lần này tuyệt đối là tổn thất vô cùng nghiêm trọng đối với tổ chức Dạ Sát. Mà bốn người bọn họ, đặc biệt Tô Nguyên, cho dù có thể sống, kết quả chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Im lặng trong chớp mắt, Tô Nguyên nhìn lướt qua đám người Dương Diệp. Lúc này mới bắt đầu, Dạ Sát ta sẽ không chết không dừng với các ngươi. Không chết không dừng. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, ta thật sự rất sợ hãi nha. Dứt lời, hắn nhìn lướt qua xung quanh đó, sau đó lớn tiếng nói, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta, cho dù ngươi là thiên vương lão tử cũng sẽ giết chết ngươi. Phải vậy không? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, Dạ Sát ta chính là muốn phạm ngươi, ngươi. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Đại Na Di thuật thêm nhất niệm thuấn sát còn có cùng kỳ. Một kiếm này là cực hạn về lực lượng cùng tốc độ của Dương Diệp. Ở đó, tất cả mọi người ngẩn người, thoáng cái, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Ở trước mặt Dương Diệp là một nam tử trung niên mặc áo bào màu xám, lúc này, cơ thể của nam tử trung niên cứng đờ, hai mắt trợn tròn, trong con ngươi đầy vẻ khó tin. Bởi vì ở giữa chân mày của hắn có một thanh kiếm gỗ. Tay phải của Dương Diệp nắm kiếm gỗ ấn về phía trước, kiếm gỗ này lập tức đâm rách da của nam tử trung niên, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi vừa muốn nói gì? Tới, nói tiếp. Nam tử trung niên mặc áo bào cho nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, lúc này, hắn có thể nói gì? Cái gì cũng không thể nói. Bởi vì giữa chân mày cắm một thanh kiếm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung phía chân trời. Dương Diệp ta cùng Dạ Sát vốn không có ân oán, cũng không muốn có ân oán gì. Bây giờ, ta hỏi một câu, chuyện giữa ta với Dạ Sát xóa bỏ, hay là không xóa bỏ được? Im lặng trong chớp mắt, trong không trung truyền đến một giọng. Nói. Không được. Suy, lúc này, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp trực tiếp xuyên qua đầu nam tử trung niên trước mặt hắn. Kiếm thu lại,
Dương Diệp nhìn về phía trong không trung, vậy tới làm đi. Sư tổ lời, hắn vung tay phải lên. Bên dưới, đám người huyết nữ hiểu ý, trực tiếp xông về phía bốn người Tô Nguyên này. Giờ phút này bốn người Tô Nguyên cùng Dạ Ninh làm sao có thể là đối thủ của ca đám người huyết nữ được. Chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ Tô Nguyên cùng Dạ Ninh, ba gã cường giả áo bào đen còn lại trực tiếp bị tiêu diệt. Tô Nguyên cùng Dạ Ninh hoàn toàn bị áp chế, lấy cơ tình hình trước mắt lại thấy được, tối đa không quá 50 hơi thở, hai người sẽ biến mất ở thế gian này. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ, thoáng cái, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong đó tràn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt thanh kiếm. Mạnh mẽ, rất mạnh, người phía trên kia còn chưa xuất hiện, nhưng đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người này có thực lực hoàn toàn không kém hơn phân thân của Doanh Tĩnh lúc trước. Lúc này, huyết nữ cùng nữ tử mù đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Lúc này, vẻ mặt hai nàng cũng rất nghiêm trọng. Trong không trung, luồng khí tức kia càng lúc càng lớn mạnh. Đúng lúc này, luồng khí tức kia đột nhiên ngừng lại, thoáng cái, ở trong ánh mắt nghi hoặc của đám người Dương Diệp, luồng khí tức kia tự nhiên giống như thủy triều lui lại. Phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết nữ nhíu mày, Dương Diệp lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay này chợt lóe lên, bên dưới, Tô Nguyên cùng Dạ Ninh vốn liều chết chống đỡ đã lập tức biến mất. Được cứu đi. Đúng lúc này, không trung phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói, chuyện này còn chưa xong đâu. Rất nhanh, không trung phía chân trời khôi phục bình tĩnh. Bọn họ có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Đám người huyết nữ cũng nhìn về phía Dương Liêm Xương, có thể nói Dương Liêm Xương là người thông minh nhất trong bọn họ. Dương Liêm Xương liếc mắt nhìn phía chân trời, sau đó khẽ nói, bọn họ rất thông minh. Nói như thế nào? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Xương nói. Trước đó, sở dĩ bọn họ tới giết chúng ta là bởi vì bọn họ không biết tình huống của chúng ta. Nhưng bây giờ, bọn họ biết thực lực của chúng ta. Dưới tình huống này, nếu như bọn họ tiếp tục liều mạng cùng chúng ta, cả hai bên thật sự đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Chúng ta không đả thương nổi, bọn họ cũng không đả thương nổi. Cho nên, bọn họ lựa chọn tạm thời lui lại. Đây chính là chỗ thông minh của bọn họ, bởi vì bọn họ biết bọn họ không gây rắc rối cho chúng ta, người khác cũng sẽ gây rắc rối cho chúng ta, khi đó, bọn họ có thể làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Tại sao người khác phải gây rắc rối cho chúng ta? Lúc này, Cách Hiền Nữ ôm hồ ly ở đó không xa đột nhiên nói. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Yên Nữ. Yên Nữ liếc mắt nhìn mọi người, sao vậy? Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo vỗ nhẹ vài cái vai của nàng, chỉ số thông minh của ngươi bị lộ rồi. Yên Nữ. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp, kiếm gỗ ở trên người ngươi, phiền toái của ngươi sẽ không ngừng. Phiền phức không ngừng. Dương Diệp im lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên khẽ cười, cả đời ta không sợ nhất chính là phiền phức. Nói đến đây, hắn liếc nhìn đám người minh nữ, sau đó nói, chỉ là lần này lại liên lụy các ngươi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Ban đầu chúng ta cũng cần ngươi giúp, hơn nữa, giữa chúng ta không cần nói những lời này. Dương Diệp tán thưởng U Minh Điện các nàng cũng tán thưởng hắn. Có thể nói, ở trong lòng các nàng, địa vị của Dương Diệp đặc biệt cao. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, hắn khẽ cười, được, không nói những lời này nữa. Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời, ở chân trời có một màn ánh sáng mỏng, màn ánh sáng này che phủ cả Thánh Khư Thành. Có thể phá được không? Dương Diệp hỏi, huyết nữ nói. Có thể phá, nhưng tốt nhất đừng dùng lực phá. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, huyết nữ nói. Trận này rất mạnh. Bây giờ nó chỉ là ở trạng thái phòng ngự, nếu như chúng ta dùng lực phá, nó sẽ chuyển sang trạng thái công kích, khi đó, chúng ta sẽ bị trận pháp này tấn công, tuy chúng ta không khiếp sợ, nhưng đừng quên, trong giờ phút bên trong Thánh Khư Thành có không ít người muốn chúng ta chết. Hơn nữa, cho dù chúng ta dùng lực phá trận pháp, chúng ta cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Dương Diệp im lặng vài hơi thở, sau đó nói, trận pháp này là do ai mở ra? Phủ thành chủ của Thánh Khư Thành huyết nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua xung quanh, nhị tỷ, tam tỷ, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta chuẩn bị đồ trước, sẽ không quá lâu đâu.
Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Được. Dứt lời, nàng cùng đám người minh nữ trực tiếp vây quanh Dương Diệp, cùng lúc đó, giới nữ còn thi triển kết giới cho Dương Diệp, giờ phút này người ngoài đã không nhìn thấy được Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những cường giả xung quanh lập tức có chút sốt ruột. Bọn họ dĩ nhiên là sợ Dương Diệp chạy nất. Lấy thực lực của bọn họ căn bản không có cách nào đi tới thượng giới, cũng chỉ có dựa kiếm gỗ mới có thể còn có một đường sống. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua kiếm gỗ. Đặc biệt là những cường giả sắp gặp đại nạn, có khả năng đây là một cơ hội cuối cùng của bọn họ. Mặc dù có chút lo lắng Dương Diệp chạy mất, nhưng không ai dám ra tay. Nói đùa sao, trước đó bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng thực lực của đám người huyết nữ. Những nữ nhân này, mỗi người đều là yêu nghiệt siêu cấp, ngay cả tổ chức dạ sát này cũng bị đánh lui, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của những nữ nhân này. Không ai dám ra tay. Đám người huyết nữ cũng không để ý tới những người xung quanh này, tất cả đều đang chữa thương. Trong Hồng Mông Tháp, sau khi Dương Diệp bước vào Hồng Mông Tháp, lập tức tìm đến con cổ linh mãng kia. Lúc này, con cổ linh mãng đã hấp hối. Nhìn thấy Dương Diệp tới, Tiểu Bạch lập tức bay đến trên bả vai của hắn, sau đó chỉ vào cổ linh mãng phía xa. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó hắn đi tới trước mặt cổ linh mãng, theo ta, nếu không sẽ phải chết. Thực lực của cổ linh mãng này cũng không tệ lắm, đặc biệt đối phương là loại hình lực lượng. Nếu như đối phương đồng ý thuần phục hắn, vậy lực lượng của hắn vẫn có thể tăng thêm một bậc, khi đó, hắn tuyệt đối có thể dựa vào lực lượng thân thể nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn. Mà nếu như hắn dùng kiếm, uy lực nhất kiếm sát na của hắn cũng sẽ nhận được nâng cao rất lớn. Bây giờ tình cảnh của hắn thế nào, hắn biết rõ ràng, bởi vậy, hắn phải bất chấp tất cả mọi giá để nâng cao thực lực chính mình. Trước mặt Dương Diệp, cổ linh mãng ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, không tỏ thái độ gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này, cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cổ linh mãng, ngay sau đó, hai bắt đầu giao lưu. Một lát sau, cổ linh mãng ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, im lặng rất lâu mới khẽ gật đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhìn về phía cùng kỳ nói, ba năm sau thả cho hắn tự do. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, cổ linh mãng lập tức hóa thành một bóng đen lập tức biến mất, thoáng cái, trên cánh tay bên phải của Dương Diệp có thêm một đường hình xăm rất nhỏ. Hình xăm này chính là cổ linh mãng. Lúc này, cùng kỳ đột nhiên nói. Tiểu tử, nó ở thượng giới không có khả năng loại đơn giản gì, nếu bản thể của nó ở đây, lấy lực lượng tới đánh giá, cho dù là bản thể của ta cũng không nhất định chắc chắn thắng được nó. Lợi hại như vậy sao? Dương Diệp có phần kinh ngạc, cùng kỳ khẽ gật đầu. Rất lợi hại, người trước kia căn bản không dám để cho nó phóng ra quá nhiều lực lượng, bởi vì đối phương không chịu nổi lực lượng của nó. Về phần ngươi ngược lại có thể, dù sao tay ngươi không phải tay bình thường. Nhưng nếu như có thể, ngươi tốt nhất chỉ dùng 7 phần lực lượng của nó thôi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, cùng kỳ nói. Bởi vì nếu như ngươi sử dụng tất cả lực lượng của nó, chờ sau khi lực lượng biến mất, cơ thể ngươi sẽ bị rơi vào thời kỳ mệt mỏi quá sức, khi đó, cho dù tùy tiện có một người tới cũng có thể giết chết ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Ngươi phải hiểu được, bất kể là nó hay là cánh tay của ngươi đều không phải là lực lượng thật sự thuộc về ngươi. Sử dụng lực lượng vượt qua phạm vi chịu đựng của thân thể mình, sẽ cần phải trả giá rất lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi ra, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kéo một cánh tay hắn, sau đó lộ vẻ đáng thương nhìn hắn. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Bây giờ không thể đi ra ngoài chơi được, bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm. Chờ sau này không nguy hiểm nữa sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, có được không? Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Tiểu Bạch vẫn gật đầu một cái. Dương Diệp nhẹ nhàng hôn Tiểu Bạch. Sau đó cùng kỳ rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tung người nhảy lên, ngồi xuống trên lưng cùng kỳ, tiếp theo, hắn vung tay phải lên, đi tới phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Dứt lời, nhóm người Dương Diệp đi về phía phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Bọn họ không bay mà đi. Có rất nhiều cường giả âm thầm đi theo sau lưng đám người Dương Diệp. Dương Diệp cũng không để ý tới những người này. Chỉ cần những người này không ra tay, hắn chắc chắn sẽ không tự tìm phiền toái đi gây rắc rối với đối phương.
Cứ như vậy, nhóm người Dương Diệp đi tới phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp nhìn phủ thành chủ phía xa, thành chủ Thánh Khư Thành ra thể mượn một đường ra khỏi thành, được không? Im lặng trong chớp mắt, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong thành, kiếm để lại, người đi, kiếm không để lại, người chết. Trong nháy mắt, bầu không khí ở đó trở nên khẩn trương. Kiếm không để lại, người chết. Nghe được người trong thành kia nói vậy, vẻ mặt đám người huyết nữ lập tức trầm xuống. Rõ ràng, chuyện này đã không có cách nào hóa giải được. Trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp nhìn phủ thành chủ trước mắt và im lặng rất lâu, sau đó nói ta không muốn gây chuyện. Vậy để kiếm lại, trong thành truyền đến âm thanh. Lúc này, Dương Diệp khẽ cười, ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ chuyện. Chúng ta ở đây, kiếm cũng ở đây, người có bản lĩnh thì tới lấy đi. Két. Lúc này, cửa lớn của phủ thành chủ này đột nhiên chậm rãi mở ra, ngay sau đó có một nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa từ trong đó đi ra. Nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa đi tới cách đám người Dương Diệp gần trăm trượng thì ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nếu như ngươi đủ thông minh thì nên buông tha thanh kiếm này. Lấy thiên phú của ngươi, sau này có lẽ căn bản không cần kiếm này cũng có thể đi tới thượng giới. Dương Diệp khẽ cười. Ngươi nói thật ra rất đúng, nhưng chuyện quăng thanh kiếm này để được sống, ta thật sự làm không được. Hơn nữa, là đồ của Dương Diệp ta, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Cũng đúng, loại người giống như ngươi, có các tính cũng là bình thường. Nếu như vậy, ta cũng không cần nói gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói. Các vị, lấy thực lực của Nam Cung gia ta căn bản không giữ được bọn họ. Tuy nhiên, nếu như người trong thành chúng ta liên thủ, muốn giữ bọn hắn lại, chắc hẳn không phải là chuyện gì khó. Cho nên, nếu như các vị muốn ra tay, vậy thì mời đi ra, sau đó đám người chúng ta liên thủ, nếu như không ra tay, vậy Nam Cung gia ta cũng chỉ có thể thu lại trận pháp, mặc cho bọn họ rời đi. Thu lại trận pháp. Nghe vậy, rất nhiều người trong bóng tối lập tức không thể bình tĩnh được. Một khi để cho đám người Dương Diệp rời khỏi Thánh Khư Thành, khi đó, lấy thực lực của đám người Dương Diệp, chỉ cần bọn họ ẩn nấp, ai có thể tìm được. Ngươi nói thật ra rất đúng, nhưng chuyện quăng thanh kiếm này để được sống, ta thật sự làm không được. Hơn nữa, là đồ của Dương Diệp ta, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Cũng đúng, loại người giống như ngươi, có các tính cũng là bình thường. Nếu như vậy, ta cũng không cần nói gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói, lúc này, cửa lớn của phủ thành chủ này đột nhiên chậm rãi mở ra, ngay sau đó có một nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa từ trong đó đi ra. Nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa đi tới cách đám người Dương Diệp gần trăm trượng thì ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nếu như ngươi đủ thông minh thì nên buông tha thanh kiếm này. Lấy thiên phú của ngươi, sau này có lẽ căn bản không cần kiếm này cũng có thể đi tới thượng giới. Dương Diệp khẽ cười. Ngươi nói thật ra rất đúng, nhưng chuyện quăng thanh kiếm này để được sống, ta thật sự làm không được. Hơn nữa, là đồ của Dương Diệp ta, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Cũng đúng, loại người giống như ngươi, có các tính cũng là bình thường. Nếu như vậy, ta cũng không cần nói gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói. Các vị, lấy thực lực của Nam Cung gia ta căn bản không giữ được bọn họ. Tuy nhiên, nếu như người trong thành chúng ta liên thủ, muốn giữ bọn hắn lại, chắc hẳn không phải là chuyện gì khó. Cho nên, nếu như các vị muốn ra tay, vậy thì mời đi ra, sau đó đám người chúng ta liên thủ, nếu như không ra tay, vậy Nam Cung gia ta cũng chỉ có thể thu lại trận pháp, mặc cho bọn họ rời đi. Thu lại trận pháp. Nghe vậy, rất nhiều người trong bóng tối lập tức không thể bình tĩnh được. Một khi để cho đám người Dương Diệp rời khỏi Thánh Khư Thành, khi đó, lấy thực lực của đám người Dương Diệp, chỉ cần bọn họ ẩn nấp, ai có thể tìm được. Trong giây lát, rất nhiều người bắt đầu có chút sốt ruột. Nhưng vẫn không có người nào đi ra. Tất cả đều muốn ngồi trên núi xem hổ đấu. Lúc này, nam tử trung tuổi kia lại nói, nếu các vị không ra,
vậy Nam Cung gia ta cũng chỉ có thể thu lại trận pháp. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở đó, lão già nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, thành chủ Nam Cung Thiên, không thể thu lại trận pháp này, nếu vừa thu lại, sau này muốn tìm được Dương Diệp này có thể rất khó khăn. Nam tử trung niên tên là Nam Cung Thiên liếc nhìn người tới, sau đó nói, hóa ra là Lục Cốt tiền bối, thế nào, bây giờ Lục Cốt tiền bối đại biểu cho những bằng hữu trong bóng tối kia sao? Coi là vậy đi. Lục Cốt nói, thành chủ Nam Cung Thiên, mọi người liên thủ cũng không phải là không thể được, chỉ là ta muốn biết một điều, sau khi giết Dương Diệp, cuối cùng kiếm gỗ này thuộc về ai? Không chỉ có ta muốn biết điều này, những người sau lưng ta cũng muốn biết. Nam Cung Thiên mỉm cười. Vấn đề này, ta tất nhiên đã từng nghĩ tới. Kiếm chỉ có một thanh, nhưng người lại nhiều như vậy, cho nên cho sau bằng hữu có liều mạng, vẫn không thu hoạch được gì. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói. Ta ngược lại có một biện pháp, thế này vậy, sau khi thu được kiếm, chúng ta tổ chức một đại hội luận võ, người mạnh là vua, ai mạnh thì người đó cầm kiếm. Đương nhiên, bằng hữu không thu được kiếm cũng không sao, Nam Cung gia ta bằng lòng cung cấp cho mọi người một viên thọ nguyên quả có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ, mỗi người một quả. Thọ nguyên quả. Nghe thấy Nam Cung Thiên nói vậy, vẻ mặt Lục Cốt có chút nghiêm trọng. Sau khi đạt được chân cảnh lục đoạn, đối với bọn họ mà nói, công pháp huyền kỹ bình thường thật ra cũng không có quá nhiều sức cám dỗ. Thứ có lực hấp dẫn chí mạng đối với bọn họ, chính là thứ có thể tăng thêm tuổi thọ. 100 năm tuổi thọ có chút thời gian, có lẽ có thể làm cho bọn họ nghịch thiên cải mệnh. Lục Cốt khẽ gật đầu. Nam Cung gia quả nhiên là tài lớn khí thô. Ta cảm thấy biện pháp này cũng được. Dứt lời, không gian phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, hơn 40 người đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ là cường giả chân cảnh lục đoạn. Nam Cung Thiên nhìn lướt qua những người này, thoáng cái, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên. Trong phút chốc, phía sau hắn có thêm 10 nam tử trên người mặc khôi giáp màu bạc. 52 tên cường giả chân cảnh lục đoạn. Không thể không nói, đội hình này rất khủng khiếp. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường, ở Thiên Trụ Sơn này tập trung gần như tất cả cường giả chân cảnh lục đoạn trong Trung Thiên Vũ Trụ. Tất cả cường giả chân cảnh lục đoạn Trung Thiên Vũ Trụ, không mấy vạn cũng phải có tới mấy nghìn. Ở đó, 52 tên cường giả chân cảnh lục đoạn nhìn về phía đám người Dương Diệp cách đó không xa. Lúc này, Nam Cung Thiên đột nhiên nói. Kiếm để lại, người vẫn có thể đi, thế nào? Đám người huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn thanh kiếm gỗ trong tay mình, chỉ cần giao kiếm gỗ ra, hắn có thể an toàn rời đi, đồng thời sau này không ai sẽ tới gây sự với hắn. Nhưng có thể giao thanh kiếm gỗ này ra sao? Không thể giao. Bởi vì nếu như hắn giao thanh kiếm ra để cầu được sống, vậy chính hắn cũng sẽ khinh thường mình. Đồng thời, điều này cũng có trái ngược với kiếm đạo của hắn. Kiếm đạo của hắn thả gãy chứ không cong. Giao kiếm để được sống, đây cũng không phải là cong nữa, mà là đứt. Cho nên, không thể giao kiếm này ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên, kiếm ở nơi này, có bản lĩnh thì các ngươi tới lấy đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bầu không khí ở đó lập tức trở nên khẩn trương. Thần sắc đám người huyết nữ bình tĩnh, hoàn toàn không bất ngờ. Bởi vì các nàng đều biết tính cách của Dương Diệp chỉ ăn mềm không ăn cứng. Làm cho hắn khuất phục. Đó là chuyện nằm mơ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt đám người Nam Cung Thiên cũng trầm xuống. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng không muốn đổ máu cùng đám người Dương Diệp, tuy số người của bọn họ nghiền ép bên phía Dương Diệp, nhưng người bên phía Dương Diệp không ai là đơn giản cả. Một khi đổ máu xuống, vậy hai bên tuyệt đối sẽ đều chịu thiệt hại nặng nề. Cho nên, bọn họ vẫn hy vọng Dương Diệp có thể giao thanh kiếm ra, nhưng bọn họ không ngờ được, dưới tình huống đội hình nghiền ép như vậy. Dương Diệp vẫn không giao. Nam Cung Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nếu như vậy, ngươi lại đi tìm chết đi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, trong phút chốc, màn ánh sáng phía chân trời kia đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, mục tiêu của những chùm ánh sáng này là Dương Diệp cùng đám người minh nữ. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, lại muốn ra tay, lúc này, huyết nữ đột nhiên kéo hắn lại. Sau đó nhìn hắn lắc đầu, tiếp theo, nàng nhìn về phía nữ tử mù. Nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó thân thể nàng chậm rãi bay lên không trung. Tam tỷ có thể làm được không? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ nhìn về phía nữ tử mù, khi nàng mở mắt,
cho dù là đại tỷ cũng phải tạm tránh né. Dương Diệp. Trong không trung, nữ tử mù ngừng lại, thoáng cái, nàng ngẩng đầu lên, tiếp theo, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, hai tay nàng mở khăn che mắt. Trong phút chốc, hai chùm ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong đôi mắt của nàng bắn ra, thoáng cái, tất cả phía chân trời đều bị hai chùm ánh sáng màu vàng này che lấp. Cùng lúc đó, tất cả phía chân trời truyền đến từng tiếng, suy suy. Lúc này, không bất cứ người nào ở đó có thể mở mắt ra. Cho dù là Dương Diệp dùng kiếm ý bao quanh hai mắt cũng không có cách nào mở mắt, giờ phút này tia sáng kia quả thực vượt qua mặt trời chói chang, khiến người ta căn bản không có cách nào nhìn thẳng. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này nếu có người có thể mở mắt ra, lại sẽ phát hiện tất cả không trung của Thánh Khư Thành trải rộng từng chùm ánh sáng màu vàng, những chùm ánh sáng màu vàng giống như từng sợi ngọc cắt ngang dọc phía chân trời. Mà những chùm tia sáng màu vàng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị cắt ra, điều này khiến cho tất cả không trung Thánh Khư Thành xuất hiện một tấm lưới cực kỳ khổng lồ, một tấm lưới lớn giống như mạng nhện. Mà lúc này trận pháp Thánh Khư Thành đã biến mất không thấy bóng dáng. Mười hơi thở sau, phía chân trời dần dần khôi phục lại bình thường. Tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn về phía nữ tử mù, lúc này, hai mắt của nữ tử mù nhắm chặt, ở trên mặt nàng có hai hàng máu và nước mắt. Lúc này, huyết nữ đi tới trước mặt nữ tử mù, sau đó kéo cánh tay của nàng, tiếp theo dẫn nàng đến trước mặt Dương Diệp, để cho nàng đi vào nghỉ ngơi một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đón huyết nữ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, Nam Cung Thiên phía xa đột nhiên nói. Đúng là khiến ta bất ngờ. Không ngờ được trong các ngươi tự nhiên có người tài ba như vậy, dựa vào lực lượng cá nhân lại phá hết trận pháp Thánh Khư Thành ta. Thật sự khiến ta rất bất ngờ. Dương Diệp liếc nhìn Nam Cung Thiên, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, dẫn theo các nàng đi đi. Huyết nữ quay đầu lại nhìn về phía Dương Liêm Sương cùng Minh Nữ, hai người các ngươi dẫn theo các nàng đi, sau khi ra ngoài nhớ ẩn nấp, không nên lộ diện. Minh Nữ đang muốn nói gì đó, lúc này, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu ta hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người An Nam Tĩnh, đi theo ta. Dứt lời, thân hình của nàng run lên, trực tiếp hóa thành một bóng đen bắn mạnh về phía chân trời. Đám người Minh Nữ có chút do dự. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, nếu như không muốn ta chết, vậy hãy nhanh một chút. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, đám người Minh Nữ cuối cùng không do dự nữa, tất cả phóng về phía chân trời. Lục Cốt nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại muốn ra tay, nhưng Nam Cung Thiên đã ngăn cản hắn. Lục Cốt nhìn về phía Nam Cung Thiên lộ vẻ không hiểu, Nam Cung Thiên khẽ nói, Dương Diệp không đi là được. Những người còn lại đi, đối với chúng ta chính là chuyện tốt. Nghe vậy, Lục Cốt ngây người, sau đó khẽ gật đầu. Rất nhanh, ở đó chỉ còn lại ba người, Dương Diệp cùng huyết nữ và An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, nàng cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, tiến vào trong. An Nam Tĩnh không từ chối, vẫn lóe lên, bước vào trong Hồng Mông Tháp của hắn. Sau khi An Nam Tĩnh bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, nhị tỷ, tỷ cũng đi đi. Ngươi sẽ chết, huyết nữ nói, Dương Diệp lắc đầu, tin tưởng ta đi. Huyết nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, nhị tỷ tin tưởng ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, nếu như ngươi chết, nhị tỷ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Dứt lời, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Ở đó chỉ còn lại có một mình Dương Diệp. Lúc này, Nam Cung Thiên đột nhiên nói, Dương Diệp, tới đây, để cho ta xem thử, ngươi sẽ làm thế nào lấy một địch 50. Dương Diệp nhìn về phía Nam Cung Thiên, không đánh, ta đầu hàng được chưa? Mọi người, đầu hàng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Nam Cung Thiên hơi ngẩn người ra, cho rằng mình nghe nhầm. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Đầu hàng không giết, được không? Đám người Nam Cung Thiên liếc mắt nhìn nhau, lần này, bọn họ xác định mình không có nghe nhầm. Im lặng trong chớp mắt, Nam Cung Thiên nhìn về phía Dương Diệp, giao ra kiếm gỗ sẽ thả ngươi đi. Bên cạnh Nam Cung Thiên, Lục Cốt muốn nói gì đó nhưng lại bị Nam Cung Thiên giơ tay ngăn cản, phía xa. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, được, ta giao ra kiếm gỗ. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm gỗ trong tay, trong mắt một hồi lưu luyến không muốn, một hồi bi thương, một hồi. Đám người Nam Cung Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, lúc này, hơi thở của mọi người đều có chút dồn dập. Lúc này,
Tay phải của Dương Diệp đột nhiên ném đi, kiếm gỗ trong tay trực tiếp bay đến trước mặt Nam Cung Thiên. Sau khi ném kiếm gỗ cho Nam Cung Thiên, Dương Diệp trực tiếp xoay người liền lập tức biến mất. Lúc này, không có bất kỳ người để ý tới Dương Diệp, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên thân Nam Cung Thiên, bởi vì thanh kiếm gỗ này đã ở trong tay của Nam Cung Thiên. Tay phải của Nam Cung Thiên chậm rãi lướt qua thân kiếm, trong mắt có vẻ hưng phấn, kiếm mặc dù ở trạng thái phong ấn, nhưng đúng là một thanh kiếm tốt tuyệt thế. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì liền xoay người liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Các vị yên tâm, Nam Cung Thiên ta không phải là người nói không giữ lời. Bây giờ chúng ta có thể tổ chức đại hội luận võ, đương nhiên, trước lúc đó, ta muốn hỏi một câu, có người nào không tham gia tỷ võ không? Nếu như lựa chọn không tham gia, bây giờ liền có thể thu được một viên thọ nguyên quả, sau đó an toàn rời đi. Ở đó, rất nhiều người im lặng. Một lát sau, một nam tử trung niên đi ra, Nam Cung thành chủ, ta không tham gia luận võ. Nam Cung Thiên khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, một trái cây trong suốt lấp lánh xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên ôm quyền nói với Nam Cung Thiên. Cảm ơn. Dứt lời, hắn thu trái cây vào, sau đó biến mất ở phía chân trời. Có người đầu tiên, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư xuất hiện. Không bao lâu, trong hơn 50 người ở đó đã có chừng 40 người lựa chọn không tham gia luận võ. Điều này là rất bình thường, luận võ, mặc dù có cơ hội thu được kiếm gỗ, nhưng cũng có thể sẽ chết. Những người rời đi, bọn họ hiểu rõ về thực lực của mình, lấy thực lực của bọn họ căn bản không có cách nào chống lại loại cường giả như Nam Cung Thiên. Hơn nữa, cho dù nhận được kiếm gỗ, lấy thực lực của bọn họ căn bản cũng không bảo vệ nổi. Bởi vậy, bọn họ dứt khoát lựa chọn cầm trái cây rời đi. Nhận được một thọ nguyên quả, bọn họ đã thấy đủ rồi. Ở đó chỉ còn lại có 12 người. Nam Cung Thiên liếc nhìn 12 người, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lục Cốt. Lúc này, Lục Cốt nói, lão phu đã ăn 3 thọ nguyên quả. Nghe vậy, Nam Cung Thiên hơi ngẩn người ra, bất chợt khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tối đa chỉ có thể ăn 3 quả thọ nguyên quả, hơn nữa, hiệu quả lần sau kém hơn lần trước. 3 cái đã là cực hạn, tiếp tục ăn nữa thì gia tăng tuổi thọ gần như không đáng kể. Nam Cung Thiên nói. Nếu như vậy, chúng ta bắt đầu luôn bây giờ đi. Chia ra làm 2 tổ, 2 tổ đối đầu, 6 người thắng lại phần ra 2 tổ, sau đó đối đầu, 3 người cuối cùng lại quyết ra thắng bại, thế nào? Lục Cốt khẽ gật đầu. Không có ý kiến. Người còn lại cũng khẽ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Rất nhanh, 12 người ở đó phân ra làm 2 tổ. Nam Cung Thiên vung tay phải lên, trong phút chốc, mọi người đi tới trong không trung. Chiến trường trong không trung. Hắn tất nhiên sẽ không để cho mọi người so tài ở trong Thánh Khư Thành, tuy không gian trong Thánh Khư Thành rất kiên cố, nhưng những kiến trúc trong thành kia cũng không kiên cố như vậy, căn bản không chịu nổi lực lượng của mọi người ở đây. Bởi vậy, hắn mở ra một chiến trường ở trong không trung. So tài. 12 người phân làm 2 tổ, sau đó bắt đầu đối chiến. Qua một canh giờ sau, ở đó chỉ còn lại có 6 người. 6 người khác. Có 2 người trong đó đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. 4 người còn lại rời khỏi chiến trường không trung. Ở đó, 6 người còn lại phân ra làm 2 tổ, sau đó lại bắt đầu đối chiến. Lần này, dù sao cuộc chiến đấu cũng rất kịch liệt, tất cả chiến trường không trung đều bắt đầu chấn động mạnh. 2 canh giờ sau, ở đó chỉ còn lại 3 người. 3 người này theo thứ tự là Lục Cốt, Nam Cung Thiên, cùng với một lão già mặc áo bào màu xám. Mà 3 người khác đều đã chết. Không khí ở hiện trường có chút nghiêm trọng, lúc này, tên lão già mặc áo bào màu xám kia đột nhiên nói. Thành chủ Nam Cung Thiên, lão phu có 2 vãn bối, bọn họ đã sắp tới thời hạn phải chết, cần 4 thọ nguyên quả để tăng thêm tuổi thọ, lấy nó để vượt qua một kiếp này, cho nên. Phía xa, Nam Cung Thiên hơi trầm ngâm, sau đó vung tay phải lên, 4 thọ nguyên quả rơi vào trong tay lão già mặc áo bào màu xám này trước mặt. Lão già mặc áo bào màu xám biết nhìn Nam Cung Thiên. Sau đó ôm quyền với Nam Cung Thiên. Cảm ơn. Dứt lời, hắn thu thọ nguyên quả trước mặt vào, sau đó cơ thể thoáng động, biến mất ở trong không gian này. Ở đó, chỉ còn lại có Nam Cung Thiên cùng Lục Cốt. Nam Cung Thiên nhìn về phía Lục Cốt, Lục Huynh có yêu cầu gì không? Hay là muốn cùng ta quyết một trận tử chiến? Lục Cốt im lặng rất lâu,
sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên, thật ra, cho dù ta thắng, Nam Cung thành chủ cũng sẽ không giao ra thanh kiếm gỗ, đúng không? Nam Cung Thiên khẽ nói, vì sao Lục Huynh lại nói như vậy? Lục Cốt khẽ cười. Không có gì, Lục Huynh, Lão Phu cũng muốn bốn thọ nguyên quả, không biết có thể được không? Nghe vậy, trên mặt Nam Cung Thiên lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn vung tay phải lên, bốn thọ nguyên quả xuất hiện ở trước mặt Lục Cốt. Lục Cốt thu bốn trái cây vào, sau đó lại muốn rời đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngừng lại, nói có một chuyện, ta cảm thấy có chút kỳ lạ, Dương Diệp thoạt nhìn cũng không phải là một người dễ thỏa hiệp. Nhưng vừa rồi hắn lại dễ dàng giao thanh kiếm ra như vậy. Nói đến đây, hắn mỉm cười và không nói gì nữa, thoáng cái thân hình run lên liền biến mất ở phía chân trời. Ở đó, Nam Cung Thiên nhíu mày. Cổ tay hắn thoáng động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn kiếm gỗ trong tay, Nam Cung Thiên trầm tư. Một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên biến sắc, mà vào lúc này, ong. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở trong chiến trường không trung. Một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây, kiếm khí cường đại trực tiếp cắt ra mảnh chiến trường không trung này. Giờ phút này, tóc gáy trên người Nam Cung Thiên đều dựng đứng. Trong phút chốc, một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, hai tay hắn nắm kiếm gỗ xoay người chính là chém một phát. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, kiếm gỗ trong tay hắn có thể chấn động kịch liệt, ngay sau đó, một kiếm khí cường đại từ trong thanh kiếm gỗ bắn ra. Nếu như là trước đây, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chấn áp kiếm gỗ này. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không có cách nào chấn áp, bởi vì ở đó còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm kia càng đáng sợ hơn thanh kiếm gỗ này, bởi vì thanh kiếm kia là có người đang sử dụng. Bởi vậy, hắn không thể không ném thanh kiếm đi. Hắn vừa buông tay, thanh kiếm kia lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Mà lúc này, một thanh kiếm đã đi tới vị trí cách giữa chân mày của hắn mấy tấc. Nhưng khi kiếm này để ở giữa chân mày hắn, trong chớp mắt đã ngừng lại, bởi vì hai tay của hắn nắm lấy thân kiếm. Mà ở trước mặt hắn chính là Dương Diệp. Âm mưu. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc đã biết tất cả những điều này căn bản là một âm mưu. Dương Diệp giao thanh kiếm ra, mục đích là phân hóa bọn họ, để bọn họ đấu với nhau. Dương Diệp đã cũng thành công. Sau khi tất cả cường giả nhận được lợi ích, đều rời đi. Sau đó chỉ còn lại một mình hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp ở trước mặt Nam Cung Thiên đột nhiên khẽ cười, thoáng cái, trên cánh tay phải của hắn xuất hiện một ảo ảnh cổ linh mãng. Trong phút chốc tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn. Suy. Hai tay Nam Cung Thiên trực tiếp bị xoắn gãy, suy. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của Nam Cung Thiên, máu tươi lập tức phun ra giống như suối. Lúc này, Dương Diệp đã ở sau lưng Nam Cung Thiên. Phía sau Dương Diệp, cơ thể Nam Cung Thiên cứng đờ, trong mắt hắn đầy vẻ mờ mịt tốt, kiếm thật mạnh. Dứt lời, sắc thái trong mắt hắn chậm rãi tiêu tan ra. Chỉ trong giây lát, trong mắt Nam Cung Thiên lại không còn màu sắc. Tay phải của Dương Diệp vung lên, đầu của Nam Cung Thiên lập tức từ trên cổ rơi xuống, thi thể hắn đã bị Dương Diệp thu vào bên trong Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, bên dưới phủ thành chủ của Thánh Khư Thành đột nhiên có hơn 10 khí tức cường đại phóng lên cao. Dương Diệp cúi đầu liếc nhìn bên dưới, hắn không lựa chọn rời đi, mà cơ thể thoáng động, tay trái cầm đầu của Nam Cung Thiên đi tới cửa phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Thoáng cái. Tay phải hắn giơ lên kiếm gỗ trong tay chém mạnh vào phủ thành chủ này một phát. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một kiếm khí dài đến trăm trượng chém xuống nơi đây. Ầm! Một kiếm này trực tiếp chém tất cả Thánh Khư Thành thành hai đoạn. Lúc này, 13 tên cường giả chân cảnh lục đoạn xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nhìn Thánh Khư Thành đã trở thành hai nửa, sắc mặt 13 người này đều trở nên thâm trầm. Mà khi bọn họ nhìn thấy đầu của Nam Cung Thiên, trong mắt 13 người biến thành khó có thể tin nổi. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía 13 người này, sau đó chỉ vào mình. Cầu giết. Nghe vậy, thần sắc 13 người này càng thêm khó coi. Nhưng không có người nào dám ra tay. Không có bất kỳ một người nào dám ra tay. Dương Diệp không để ý tới 13 người này, hắn xoay người, cứ như vậy, cầm theo đầu của Nam Cung Thiên đi ra ngoài thành. Mỗi một bước đi. Trên mặt đất đều sẽ lưu lại một ít máu tươi, đó là máu từ đầu của Nam Cung Thiên chảy ra. Ở xung quanh Dương Diệp xuất hiện rất nhiều khí tức không rõ ràng, nhưng không có bất kỳ một người nào dám ra tay.
Cứ như vậy, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cầm theo một cái đầu máu chảy đầm đìa bước từng bước một đi về phía ngoài thành. Tóm tóm! Trên đường phố lớn, chỉ có tiếng máu tươi động rơi xuống đất. Lúc này khó chịu nhất không ngoài Nam Cung gia của phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Bởi vì Dương Diệp không chỉ hủy diệt phủ thành chủ, còn cầm đầu của gia chủ Nam Cung gia bọn họ, đồng thời còn công khai muốn rời khỏi đó. Nhưng bọn họ lại không thể làm được gì. Giữ Dương Diệp lại sao? Bọn họ không dám. Bởi vì nếu như muốn giữ Dương Diệp lại, bọn họ sẽ bỏ ra một cái giá rất thê thảm. Phải biết rằng, bây giờ cũng không giống như trước, có hơn 10 vị cường giả chân cảnh lục đoạn. Bây giờ bọn họ chỉ có mười mấy người. Hơn nữa, phải biết rằng, Dương Diệp không có khả năng chỉ có một người, sau lưng hắn còn có những nữ tử khủng khiếp kia. Một khi ra tay, nếu như những nữ nhân kia xuất hiện, vậy Nam Cung gia có khả năng lại phải biến mất khỏi trên đời này. Nam Cung gia không dám ra tay, những người trong bóng tối tất nhiên lại càng không dám ra tay, với thực lực của Dương Diệp bây giờ, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà loại cường giả chân cảnh lục đô loạn cấp bậc lão quái vật này cũng sẽ không dễ dàng đi đổ máu cùng Dương Diệp, đổ máu cùng Dương Diệp, cho dù thắng, cuối cùng bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Khi đó sẽ chỉ có lợi cho người khác. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, Dương Diệp không phải chỉ có một người, sau lưng hắn còn có một đám nữ nhân yêu nghiệt. Không người nào dám ra tay. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đi ra khỏi Thánh Khư Thành. Dương Diệp ngừng lại ở ngoài thành Thánh Khư Thành, sau đó hắn vung tay phải lên, đầu Nam Cung Thiên trong tay hắn trực tiếp bị hắn treo ở trên cửa thành này. Thoáng cái, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Thánh Khư Thành, sau đó nói, muốn kiếm cùng mạng của Dương Diệp ta thì lập tức tới đây, Dương Diệp ta xin đợi. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Tất cả Thánh Khư Thành yên tĩnh không tiếng động, rất nhanh. Việc Dương Diệp làm ở Thánh Khư Thành đã lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ truyền ra. Giờ phút này, không có người nào ở Thiên Trụ Sơn không biết, không có người nào không hiểu về tên của Dương Diệp trước đó. Người Thiên Trụ Sơn cũng biết tới Dương Diệp, dù sao trên người của Dương Diệp có kiếm gỗ có thể phá được kết giới. Nhưng khi đó, mọi người biết rất ít về Dương Diệp, chỉ biết đây là một thiên tài có chút thực lực. Mà bây giờ, mọi người phát hiện thiên tài này không phải có chút thực lực, mà là có thực lực rất mạnh. Dương Diệp cũng không biết, bởi vì chuyện ở Thánh Khư Thành, rất nhiều cường giả Thiên Trụ Sơn đã bỏ ý định tới tìm hắn. Những người này đều hiểu rõ ràng về thực lực của mình. Ngay cả thành chủ Thánh Khư Thành còn bị Dương Diệp chém giết, nữa là bọn họ chứ. Kiếm gỗ tuy tốt, nhưng mạng còn tốt hơn. Không có mạng, có được kiếm cũng chỉ là mây bay. Nhưng vẫn còn có vài người không muốn buông tha, mà những người không buông tha này đều có lòng tin với thực lực của mình dù sao. Ở dưới tình huống biết thực lực thật sự của Dương Diệp, còn dám tiếp tục đánh chủ ý vào Dương Diệp, vậy thực lực nhất định là mạnh mẽ khác thường, nếu không, đối phương lại là người ngu. Sau khi rời khỏi Thánh Khư Thành, Dương Diệp tuyệt đối không liên hệ với đám người Dương Liêm Sương, mà tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp, khôi phục. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, cơ thể hắn đã tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là huyền khí gần như sắp cạn sạch. Cơ thể cũng mệt mỏi đến cực hạn, bây giờ, hắn cần phải cố gắng nghỉ ngơi một chút. Qua một canh giờ sau, cơ thể của Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục, huyền khí trong cơ thể hắn cũng khôi phục lại mức đỉnh phong. Bây giờ, hắn lại ở trạng thái hoàn mỹ. Chế luyện con rối. Trước đó tiêu diệt nhiều cường giả chân cảnh lục đoạn như vậy, hắn tất nhiên sẽ không lãng phí. Tuy nhiên chế luyện ra con rối mà không thật sự có thực lực của cường giả chân cảnh lục đoạn. Nhưng vậy cũng không thể khinh thường. Chế luyện con rối cũng không phải một chuyện dễ dàng, chế luyện một con rối, Dương Diệp tốn ước chừng một ngày. Ba ngày sau, Dương Diệp tổng cộng chế luyện được ba con rối, cộng thêm trước đó, bây giờ hắn lại có năm con rối chân cảnh lục đoạn. Những thi thể mà hắn thu thập vẫn còn một ít, nhưng hắn không thể chế luyện. Bởi vì khống chế năm bộ chân cảnh lục đoạn con rối, đã là bây giờ hắn cực hạn. Ở đó, Dương Diệp do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định phái 5 con rối này đến bên cạnh đám người Tô Thanh Thi. Thật ra, 5 con rối này trợ giúp với hắn cũng không quá lớn, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần muốn chạy trốn, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản đuổi không kịp được. Mà nếu như có người có thể đuổi kịp hắn, vậy không cần phải nói, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt quy hắn rất nhiều, khi đó, 10 con rối có lẽ cũng không có tác dụng.
Hơn nữa, còn có một điểm, đó chính là có 5 con rối này ở bên cạnh đám người Tô Thanh Thi, hắn sẽ yên tâm hơn. 5 con rối không những có thể đưa đến một tác dụng bảo vệ, cũng có thể làm cho hắn có thể lập tức biết được tình hình của đám người Tô Thanh Thi. Nếu như đám người Tô Thanh Thi phát sinh nguy hiểm, hắn lại có thể lập tức biết. Có 5 con rối này, cũng có thể chống đỡ được một lát, đủ cho hắn có thời gian tới cứu. Không hề do dự, Dương Diệp liền phái 5 con rối ra ngoài, lấy thực lực của 5 con rối, tối đa một ngày lại có thể đến bên cạnh đám người Tô Thanh Thi. Sau khi phái con rối rời khỏi đây, tay trái của Dương Diệp vung lên, thi thể của Nam Cung Thiên lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo, tay trái hắn vẫy một cái, nhẫn chứa đồ đeo trên ngón tay của Nam Cung Thiên lập tức bay đến trong tay hắn. Lực tinh thần đảo qua, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, không gian bên trong nhẫn chứa vật này rất lớn, vô cùng lớn, khoảng chừng mấy ngàn trượng. Mà ở trong đó, Dương Diệp phát hiện ra một thứ. Một cái cây. Một cây lớn cao khoảng 100 trượng, mà ở trên thân cây có từng trái cây trong suốt lấp lánh. Thọ nguyên quả. Dương Diệp nhìn lướt qua, trên cây thọ nguyên quả có khoảng chừng hơn 60 quả. 60 thọ nguyên quả. Không thể không nói, Dương Diệp có chút kích động, những trái này có lẽ không có tác dụng quá lớn với hắn. Nhưng đối với những lão quái vật chân cảnh lục đoạn có thọ nguyên sắp hết, đó là lực hấp dẫn chí mạng. Bởi vậy, cho dù hắn không dùng được, nhưng lại có thể cầm tới mượn sức người, hoặc bán đi, sau đó đổi thứ mình cần, ngoại trừ cái cây này, trong nhẫn chứa vật còn có rất nhiều thứ khác, tuy nhiên, mấy thứ kia đối với Dương Diệp, hắn cũng nhìn không hợp mắt. Bây giờ trang bị của hắn đều là thần cấp, những thứ bình thường, hắn thật sự coi thường. Dương Diệp chuyển cái cây kia đến bên trong Hồng Mông Tháp, nhưng một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cái cây kia lại có thể bắt đầu chấn động, ngay sau đó, cái cây kia bắt đầu lớn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cái cây kia từ kích thước ban đầu là 100 trượng đã biến thành hơn 300 trượng. Lớn lên gấp 3 lần. Ngoài việc đó ra, những thọ nguyên quả trên cây này cũng lớn gần gấp đôi, cùng lúc đó, cả thân cây kết ra từng trái cây nhỏ, trái cây này rất nhỏ, chỉ có kích thước lớn bằng ngón cái. Không cần phải nói, đây là thọ nguyên quả. Lúc này, Dương Diệp có chút sửng sốt. Lúc này, Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Là vì tử khí. Tiểu Thiên khẽ nói. Tử khí ở đây vượt qua linh khí bên ngoài rất nhiều, nó không chỉ có tác dụng với người và yêu thú, cũng có tác dụng với loại thiên tài địa bảo này. Phải nói là nó các tác dụng đối với tất cả sinh linh. Nói xong, nàng nhìn về phía cái cây kia. Tử khí ở đây có thể kích phát tiềm năng của nó, làm cho nó có thể đạt được mức sinh trưởng lớn nhất. Không chỉ nó, người và yêu thú, ở bên trong này, bao gồm Tiểu Bạch cùng chúng ta đều có rất nhiều lợi ích lớn. Trên vai Tiểu Thiên, Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu, sau đó móng nhỏ của nàng chộp một cái, từng sợi tử khí trực tiếp bị nàng chộp vào trong móng vuốt, tiếp theo. Nàng chu cái miệng nhỏ, những tử khí trực tiếp bị nàng nuốt vào. Chỉ trong giây lát, móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vài cái vào bụng của mình, rất nhanh, một miếng tinh thạch màu tím chỉ có lớn bằng ngón cái tự trong cái miệng nhỏ của nàng phun ra. Nhìn thấy tinh thạch màu tím rất nhỏ này, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên đều sửng sốt. Lúc này, Tiểu Bạch đưa viên tinh thạch màu tím rất nhỏ kia tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cầm lấy tinh thạch màu tím này, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên rất nghiêm trọng. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong viên tinh thạch màu tím này cực kỳ tinh thuần, ít nhất tinh thuần hơn gấp 3 lần so với đá năng lượng hắn sử dụng trước đây. Trước đây, hắn cần phải dùng ít nhất 3 viên đá năng lượng trở lên, mới có thể làm cho tất cả huyền khí trong cơ thể mình khôi phục lại, thời gian ít nhất cần phải 1 giờ trở lên. Mà bây giờ, hắn chỉ cần dùng một miếng tinh thạch màu tím này đã có thể bổ sung đầy huyền khí của mình. Theo thời gian hắn dự tính, tối đa sẽ không vượt quá 1 khắc. Đây là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là sau này hắn giao đấu cùng người, căn bản không cần lo lắng về vấn đề huyền khí, chỉ cần khi giao đấu cùng người khác, hắn dùng một miếng tử tinh thạch, vậy huyền khí của hắn lại có thể liên tục không ngừng khôi phục. Chỉ cần có huyền khí, hắn lại có thể sử dụng tử khí liên tục không ngừng chữa trị cơ thể, thi triển từng kiếm kỹ cường đại. Nghĩ đến đây, Dương Diệp có chút kích động. Cố nén kích động trong lòng, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Người có thể tạo ra bao nhiêu thứ này? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó mở móng nhỏ ra và bắt đầu vung vẩy. Dần dần, vẻ tươi cười trên mặt Dương Diệp giảm xuống. Bởi vì tử tinh thạch này khó tạo ra hơn đá năng lượng bình thường. Nói một cách đơn giản, nàng tạo ra cái này có chút khổ cực.
vừa rồi sở dĩ có thể làm ra nhanh như vậy, là bởi vì ngay vừa rồi nàng đã cắn nuốt rất nhiều tử khí, sau đó nén những tử khí này ở bên trong thân thể. Nói một cách đơn giản, Tiểu Bạch tạo một khối tử tinh thạch thì cần ít nhất 3 ngày, đây là dưới tình huống nàng không ham chơi, chuyên tâm tạo tử tinh thạch. Bình thường ham chơi, chắc hẳn phải nửa tháng mới tạo ra một viên. Nửa tháng? Dĩ nhiên là quá chậm. Nghĩ đến đây, Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó cười nói, Tiểu Bạch, có thể giúp ta tạo ra nhiều vật này một chút được không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đầu nhỏ khẽ gật, vào lúc Dương Diệp vui mừng, Tiểu Bạch đột nhiên giơ móng nhỏ lên, sau đó bắt đầu vung vẩy. Điều kiện. Nàng có điều kiện, Dương Diệp. Có điều kiện. Không thể không nói, Tiểu Bạch càng lúc càng thông minh rồi. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó cười nói đi, người có điều kiện gì? Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó hai móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp hiểu rõ điều kiện của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có điều kiện rất đơn giản, đó chính là bây giờ thả cho nàng đi ra ngoài chơi. Cho tới nay, Dương Diệp vì lý do an toàn đều không có để cho Tiểu Bạch ra ngoài, bởi vì hắn không biết mình sẽ gặp phải nguy hiểm lúc nào, nếu như Tiểu Bạch ở bên ngoài, một khi đột nhiên gặp phải nguy hiểm, khi đó Tiểu Bạch sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp đang chuẩn bị từ chối, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Tiểu Bạch lại mềm lòng. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Tả ngươi ra ngoài cũng được, tuy nhiên, ngươi đáp ứng ta hai chuyện, ngươi. Con người ngươi, ngươi đừng gật đầu, ta vẫn chưa nói chuyện gì đâu. Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó nàng ôm gương mặt của Dương Diệp cọ nhẹ vào trán của hắn biểu thị chuyện gì cũng đáp ứng. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó khẽ nói. Cho ngươi đi ra ngoài chơi cũng được, nhưng nếu như ta đánh nhau, ngươi phải lập tức tiến vào trong tháp, cái này không có vấn đề gì chứ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. Dương Diệp lại nói. Còn có một điều kiện nữa, đó chính là sau khi đi ra, không cho ngươi làm loạn. Bây giờ Tiểu Bạch nghịch ngợm hơn trước đây nhiều, đặc biệt là nàng bây giờ còn học được đủ loại kiếm thuật. Dương Diệp thật sự có chút sợ nàng. Vì được đi ra ngoài chơi, Tiểu Bạch không có bất kỳ do dự nào. Vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Dương Diệp mỉm cười, hắn không lựa chọn rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà cơ thể thoáng động, đi tới bên trong phòng tu luyện tầng thứ 3. Trong phòng tu luyện là Thiên Nữ cùng An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh đang nhìn Thiên Nữ. Ánh mắt Dương Diệp cũng rơi vào trên thân Thiên Nữ, giờ phút này hai mắt Thiên Nữ nhắm nghiền, toàn thân tản ra khí tức cường đại như có như không. Dương Diệp đi về phía Thiên Nữ, lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngăn cản hắn, cẩn thận. Dương Diệp nói, sao vậy? An Nam Tĩnh nói, không nên tới gần phạm vi cách nàng một trượng, trong phạm vi cách nàng một trượng có lực cắn nuốt mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Lực cắn nuốt? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Nữ, hắn hiểu rõ năng lực của Thiên Nữ. Nhân trước kia có thể chất đặc biệt, có thể cắn nuốt rất nhiều thứ, mà sau khi thu được thôn thiên quyết gì đó do lão đầu dâu bạc tặng, năng lực của nó càng khủng khiếp hơn. Lão đầu dâu bạc là ai? Dương Diệp hơi tò mò. Tuy nhiên đáng tiếc là giờ phút này Thiên Nữ căn bản sẽ không nói cho hắn biết. Nếu là nhân trước đây thì còn có khả năng. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nàng muốn đi ra ngoài sao? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, ta muốn ở đây tu luyện. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, ở đây là thiên đường tu luyện. Dương Diệp cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thật ra, thiên phú của hắn kém hơn An Nam Tĩnh cùng đám người minh nữ, sở dĩ hắn có thành tựu như bây giờ, chủ yếu nhất là bởi vì tử khí cùng phòng tu luyện này của Hồng Mông Tháp. Đặc biệt là phòng tu luyện này, điều này làm cho hắn có thể tu luyện nhanh hơn. Nếu như An Nam Tĩnh luôn tu luyện ở trong này, lấy thiên phú của An Nam Tĩnh, tuyệt đối là một chuyện đặc biệt kinh khủng. Tuy nhiên điều này cũng là một chuyện tốt đối với hắn. An Nam Tĩnh càng mạnh thì càng tốt cho hắn. Sau khi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nói chuyện phiếm xong, thân hình hắn lóe lên, đi tới trước mặt nữ tử mù. Lúc này, vẻ mặt nữ tử mù đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Đương nhiên, đây là công lao của Hồng Mông tử khí. Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử mù, sau đó nói. Tam tỷ, bây giờ tỷ cảm giác thế nào? Hắn biết, nữ tử mù sử dụng chiêu trước đó phá trận pháp, bản thân tiêu hao tuyệt đối rất lớn, nếu không... Huyết nữ cũng sẽ không bảo hắn đưa nữ tử mù đến trong này. Nữ tử mù khẽ lắc đầu. Đã không còn gì đáng ngại nữa. Ở đây rất không bình thường. Nói đến đây,
Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, không được để cho người bên ngoài biết được, nếu không, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Dương Diệp cười nói, Tam tỷ không phải là người ngoài. Nghe vậy, nữ tử mù hơi ngẩn người ra, khóe miệng lập tức nàng cong lên không dễ nhận ra. Qua vài hơi thở, nàng khẽ lắc đầu, tiểu tử nhà ngươi. Nói chung, nghe Tam tỷ khuyên một câu, lòng người trong thế giới này phức tạp. Ngươi nắm giữ trí bảo như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, có thể không để lộ ra thì tốt nhất đừng để lộ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Chuyện Hồng Mông Tháp, ngoại trừ người chí thân, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người ngoài nào biết. Bởi vì hắn biết rõ, một khi để cho người khác biết trên người hắn có thứ này, vậy cả đời hắn cũng đừng mong được bình yên. Phải nói là chắc chắn phải chết. Khi đó, ngoại trừ cổ tu giả tới tìm hắn, rất có khả năng vẫn có những đại năng thượng giới. Nói chung, khi đó, trừ khi lão già mặc áo đạo sĩ đứng ra che chở cho hắn, nếu không hắn sẽ chết không thể chết hơn được. Sau khi nói chuyện phiếm cùng huyết nữ, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai, sau đó cười nói, đi, chúng ta ra ngoài. Dứt lời, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch trực tiếp biến mất. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn lấy ra một truyền âm phủ bóp nát, chỉ trong giây lát, không gian ở trước mặt hắn bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Hai hơi thở sau, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch lập tức biến mất. Mặc dù Thiên Trụ Sơn chỉ là một ngọn núi, nhưng nơi này đặc biệt lớn, lấy Thiên Trụ Sơn làm trung tâm, ngoại trừ bốn đại thành bên ngoài, bên trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều là từng dãy núi cao vút đâm vào trong mây. Những dãy núi cực kỳ nguy hiểm, bởi vì trong đó có khả năng che giấu lão quái vật tuyệt thế, thậm chí là tu hành giả, có lẽ còn có cổ tu giả. Bởi vậy, người bình thường căn bản không dám đi sâu vào những dãy núi này. Dương Diệp lại không suy nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này hắn trực tiếp bước vào trong dãy núi Minh Cờ Mông này. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lộ liễu, mà hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Ở trên vai hắn, trên gương mặt Tiểu Bạch đầy vẻ hưng ca phấn, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút. Rất nhanh, Dương Diệp dừng lại ở trong một dãy núi ải, hắn vừa dừng lại, đám người huyết nữ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt đám người huyết nữ đều thả lỏng. Trước đó, các nàng vẫn vô cùng lo lắng, dù sao, Dương Diệp phải đối mặt với hơn 50 cường giả chân cảnh lục đoạn. Nhiều cường giả như vậy, cho dù tất cả các nàng có mặt, cũng đánh không nổi. Dương Diệp lại lựa chọn một người đối mặt, cũng may là Dương Diệp bình an không sao. Huyết nữ nói, đại tỷ có khỏe không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Tình huống của đại tỷ bây giờ rất ổn định, chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khỏe được thôi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng không sao, chỉ cần ổn định là được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, bảo đám người tiểu thập đi tìm ngươi, ngoại trừ giúp đỡ ngươi ra, còn hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta làm một chuyện. Nói xong, nàng dường như nghĩ tới điều gì, sau đó lại nói, chúng ta không phải bởi vì muốn ngươi giúp đỡ mới đi giúp cho ngươi. Dương Diệp cười nói, nhị tỷ suy nghĩ nhiều rồi, từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ như vậy, thật đấy. Nếu như ta có nghĩ như vậy, ta sẽ không gọi tỷ là nhị tỷ. Hắn vẫn vô cùng tín nhiệm đám người huyết nữ, bởi vì hắn biết bọn họ sẽ không gây bất lợi cho hắn. Mà nếu như ngay cả các nàng mà hắn cũng không thể tín nhiệm, vậy trên đời này, có khả năng hắn sẽ không tín nhiệm người nào nữa. Huyết nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó cười nói. Là ta suy nghĩ nhiều. Dương Diệp nói đi, muốn ta giúp tỷ làm chuyện gì? Huyết nữ trầm giọng nói, giúp chúng ta phá một kết giới. Kết giới? Dương Diệp nói, các ngươi sẽ không phải bảo ta đi phá kết giới Thiên Trụ Sơn chứ? Huyết nữ lắc đầu, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù có kiếm gỗ này cũng không phá được kết giới kia. Chúng ta cần ngươi phá kết giới đơn giản hơn một chút, tuy nhiên, cũng không phải quá đơn giản, ít nhất tỉ muội chúng ta không phá được. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, vậy còn đơn giản sao? Thực lực của đám người huyết nữ cùng nữ tử mù mạnh mẽ thế nào? Ngay cả các nàng còn không phá được kết giới đó, không cần nhìn, hắn cũng biết nó khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, huyết nữ lại nói. Chỗ đó là nơi Tư U Điện Chủ đã từng ở, nhưng chỗ đó có kết giới do nàng để lại. Lấy thực lực của chúng ta căn bản không có cách nào phá được kết giới kia. Cũng chỉ có ngươi, nói chính xác là thanh kiếm kia của ngươi cộng thêm thanh kiếm kia của ngươi thì có lẽ có cơ hội phá được nó.
Kiếm gỗ. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, không thể không nói, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp qua cái gì mà kiếm gỗ không thể phá. Kiếm gỗ quả thật rất mạnh. Huyết nữ nói, chỗ đó là nơi cuối cùng Tư U Điện Chủ đã xuất hiện, cho nên chúng ta phải nhanh chân đến đó. Cũng chỉ có đi tới chỗ đó mới có thể biết nàng đi thượng giới, hay đi đâu. Dương Diệp nói, người của U Minh Điện đều tới, hay chỉ là các tỷ tới thôi. Huyết nữ nói, điện chủ nàng cũng tới, tuy nhiên, nàng cùng đám người Phạm Âm Vũ không đi cùng với chúng ta. Về phần bọn họ đang chỗ nào thì ta cũng không biết rõ ràng lắm. Sau khi đi tới nơi này, chúng ta cũng rất ít liên lạc với các nàng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, nhị tỷ, các tỷ tìm kiếm điện chủ U Minh Điện tiền nhiệm, thật chỉ đơn thuần vì muốn biết tung tích của nàng thôi sao? Huyết nữ im lặng. Dương Diệp nói, không có việc gì, nhị tỷ không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa. Chúng ta đi thôi, lúc này, huyết nữ khẽ nói. Không phải là không thể thể nói cho ngươi biết, mà nói cho ngươi biết sẽ không có bất kỳ lợi ích gì cả. Tuy nhiên, thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Dương Diệp cười nói. Được, vậy kết giới kia ở chỗ nào? Huyết nữ xoay người nhìn về phía xa, nàng im lặng sau một hồi, sau đó nói, U Minh Nguyên. Nơi cấm kỵ của Thiên Trụ Sơn. U Minh Nguyên, nơi cấm kỵ của Thiên Trụ Sơn sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Ở Thiên Trụ Sơn có rất nhiều nơi nguy hiểm, nhưng chỉ có ba chỗ nguy hiểm nhất, U Minh Nguyên chính là một cái trong đó. Nghe đồn có tu hành giả đi vào chỗ này, nhưng cuối cùng tu hành giả này cũng không có đi ra. Dương Diệp nói. Vậy U Minh Nguyên này là nơi ở điện chủ U Minh Điện đời trước sao? Huyết nữ khẽ gật đầu. Là chỗ ở của Tư U Điện Chủ năm đó. Nàng lợi hại như vậy sao? Dương Diệp khẽ nói. Thiếu Tư U. Dương Diệp không chỉ một lần từng nghe nói về cái tên này, hắn cũng biết thực lực của đối phương nhất định là mạnh mẽ khác thường. Nhưng hắn không ngờ được đối phương mạnh mẽ đến mức độ này. Chỗ ở của đối phương trước kia, bây giờ trở thành nơi cấm kỵ của Thiên Trụ Sơn. Phải biết rằng, người ở Thiên Trụ Sơn này là những người nào, ở đây đều cường giả cấp lão quái vật. Có thể làm cho những người này xem nơi đó là nơi cấm kỵ, có thể tưởng tượng được thiếu Tư U kinh khủng tới mức nào. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nói. Chúng ta đi luôn bây giờ thôi. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, ta ở lại đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương mỉm cười. Ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy chúng ta phải ở chỗ này thành lập một đại bản doanh. Hơn nữa, chúng ta cũng cần hoàn toàn hiểu rõ Thiên Trụ Sơn. Dù sao, ở đây có thế lực phức tạp, chúng ta cần phải biết người biết ta, các ngươi cảm thấy thế nào. Huyết nữ suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, mặc dù chúng ta biết một ít về nơi này biết, nhưng cũng có hạn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Liêm Sương, chỉ là ở đây rất nguy hiểm, ngươi. Dương Liêm Sương cười nói. Không sao, người bọn họ muốn giết là Dương Diệp, chứ không phải là ta. Hơn nữa. Ta sẽ không lộ liễu thành lập thế lực ở chỗ này. Huyết nữ còn muốn nói điều gì nữa, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, nhị tỷ, tin tưởng nàng. Hắn vẫn vô cùng tín nhiệm Dương Liêm Sương, nữ nhân này không chỉ có thực lực cường đại, chỉ số thông minh của nàng còn cao tới mức biến thái. Chỉ số thông minh. Nghĩ đến đây, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một người, hắn nhìn về phía huyết nữ, nói, nhị tỷ, Đinh Thược Dược trước đây có đi cùng với các tỷ không? Đinh Thược Dược. Nữ tử này đã từng thiếu chút nữa chết vì hắn tất nhiên sẽ không quên. Huyết nữ nói, nàng cũng có đi cùng, tuy nhiên, sau khi đi tới nơi này, nàng lại tự mình rời đi. Tự mình rời đi à? Dương Diệp nhíu mày, huyết nữ khẽ gật đầu. Ta không biết nàng muốn làm gì, nhưng nàng là một nữ tử rất có chủ kiến, cũng là một nữ tử rất thông minh, cho nên nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao, không có ai biết quan hệ giữa ngươi và nàng. Dương Diệp khẽ gật đầu và không nói nữa. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía oán nữ, giới nữ, quang nữ, ảnh nữ, còn có băng nữ và yên nữ, sáu người các ngươi ở lại giúp nàng. Sáu nàng khẽ gật đầu. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp, chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cùng huyết nữ, thiếu nữ cưỡi heo và minh nữ lập tức biến mất. Ở đó, yên nữ đột nhiên nhìn về phía Dương Liêm Sương, chúng ta phải làm gì?
Dương Liêm Sương mỉm cười, chuyện cần làm thì rất nhiều. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đám người yên nữ, ta muốn thành lập một tổ chức tạm thời, cứ gọi là nương tử quân đi. Các nàng thấy thế nào? Các nàng! Trong dãy núi mênh mông, Dương Diệp di chuyển rất nhanh giống như U Linh, ở trên vai hắn là Tiểu Bạch. Về phần ba người huyết nữ, các nàng đã bước vào trong Hồng Mông Tháp. Ba nàng đều chạy tới trong phòng tu luyện của hắn. Kể từ khi biết Dương Diệp có một phòng tu luyện nghịch thiên, ba nàng trực tiếp ở lại bên trong phòng tu luyện không ra ngoài. Dọc đường đi, Dương Diệp cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại nhưng không rõ ràng. Nhưng thật may, chưa từng có chuyện gì phát sinh, bởi vì hắn dùng kiếm vực hoàn toàn che giấu mình và Tiểu Bạch, trừ khi hắn xuất hiện ở trước mặt đối phương, nếu không, đối phương căn bản không phát hiện ra hắn. Mà hắn cũng không muốn gây chuyện, lần này, mục đích của hắn là U Minh Nguyên. Ba canh giờ sau, Tiểu Bạch ở trên vai Dương Diệp đột nhiên dùng hai móng nhỏ ôm lấy cổ của Dương Diệp, sau đó dùng sức kéo về phía sau. Dừng lại. Đây là bảo Dương Diệp mau dừng lại. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ móng nhỏ chỉ về phía bên phải, trong mắt nó đầy vẻ hưng phấn. Bảo bối. Bên kia có bảo bối. Quen thuộc với tính cách của Tiểu Bạch nên Dương Diệp tất nhiên biết Tiểu Bạch đã phát hiện ra bảo bối gì đó. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, chúng ta đi tới chỗ khác. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lại chỉ vào bên kia, trong mắt đầy vẻ hưng phấn cùng kích động. Bảo bối rất tốt. Tiểu Bạch đang nói, bên kia có bảo bối rất tốt. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chạy tới bên trong Hồng Mông Tháp, rất nhanh, nàng lại chui ra, mà ở trong móng vuốt của nàng có một thọ nguyên quả. Nàng chỉ móng nhỏ vào bên phải. Sau đó lại chỉ vào thọ nguyên quả trong móng vuốt với vẻ ghét bỏ. Dương Diệp, bên kia có bảo bối còn tốt hơn thọ nguyên quả này rất nhiều. Đây là ý Tiểu Bạch muốn biểu đạt. Cái này, Dương Diệp có chút do dự. Sở dĩ do dự là bởi vì hắn biết rõ, bình thường nơi có bảo bối tốt đều có nguy hiểm. Đặc biệt ở Thiên Trụ Sơn này, ở đây tuyệt đối không phải là nguy hiểm bình thường. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giang móng nhỏ ra. Một miếng tử tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng, tiếp theo, nàng đưa móng nhỏ tới trước mặt Dương Diệp, lại chỉ một móng nhỏ khác vào bên phải. Rõ ràng là đang nói, qua bên kia sẽ cho ngươi cái này. Dương Diệp có chút sở khóc sở cười, hắn khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Được, chúng ta đi qua xem thử, nhưng nếu có nguy hiểm, vậy chúng ta sẽ rời đi, được không? Thật ra, hắn cũng rất tò mò. Bên kia rốt cuộc có gì mà tự nhiên làm cho Tiểu Bạch hưng phấn kích động như vậy? Phải biết rằng, ánh mắt Tiểu Bạch còn cao hơn hắn nhiều, ít nhất Tiểu Bạch lại không để thọ nguyên quả này vào mắt. Nghe được Dương Diệp sẽ đi, Tiểu Bạch lập tức ôm lấy gương mặt của Dương Diệp, sau đó cái gáy dùng sức cọ vào trán của Dương Diệp, tiếp theo, nàng kéo tay của Dương Diệp liền muốn bay về phía bên phải. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ở trên vai, cùng lúc đó, trong tay hắn có thêm một thanh kiếm. Chỗ này rất nguy hiểm. Hắn phải cẩn thận một chút. Về phần bảo vật kia, hắn cũng chỉ tò mò, tuyệt đối không nhất định phải nhận được. Đương nhiên, có thể có được vậy vậy thì càng tốt hơn. Rất nhanh, ở dưới sự chỉ đường của Tiểu Bạch, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi tới trong một sơn cốc. Sơn cốc do ba ngọn núi lớn với hình chân vạc tạo thành, ở giữa là thung lũng lún xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp ở trong chỗ tối nhìn lướt qua xung quanh không có bất kỳ khí tức nào. Rất yên tĩnh. Có điểm không đúng. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào sâu bên trong. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở sâu bên trong cốc này hoàn toàn tối tăm, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không chiếu vào được trong đó. Mà hắn cũng không nhìn thấy được tình hình bên trong. Rất không thích hợp. Lúc này, Dương Diệp đã có ý định rời đi. Hắn biết rõ, có vài thời điểm, đồ càng tốt, cũng đại biểu cho nguy hiểm càng lớn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa cốc, nơi nào chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người áo bào màu xám. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Người áo bào màu xám nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng hắn nhìn về phía sâu bên trong cốc sâu này, hắn do dự một lát, sau đó cơ thể thoáng động đi về phía sâu bên trong. Người áo bào màu xám rõ ràng rất đề phòng, toàn thân có huyền khí dao động, chuẩn bị sẽ ra tay bất kỳ lúc nào. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, người áo bào màu xám này bước vào trong nơi tối tăm kia. Qua vài hơi thở, một tiếng cười lớn đột nhiên từ trong đó truyền ra, tố thần thụ, dưỡng hồn hoa, niết bàn quả. Ha ha,
không ngờ được nơi này tự nhiên có thần vật như thế, ha ha. Trong giọng nói đầy hưng phấn cùng kích động, còn có vẻ điên cuồng. Trong bóng tối, Dương Diệp nhíu mày, tố thần thụ, dưỡng hồn hoa, niết bàn quả. Đây là thứ gì? Lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, tiểu tử, đây là đồ tốt, đồ rất tốt đấy, nếu như có thể thì thu vào tay đi. Đúng là đồ tốt. Lúc này, giọng nói Hậu Khanh cũng vang lên ở trong đầu hắn. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này. A, à, từ trong sơn cốc kia đột nhiên vang vọng lên một tiếng kêu thảm thiết, nhưng thoáng cái, âm thanh ngừng lại. Âm thanh xuất hiện nhanh, nhưng biến mất cũng nhanh. Trong sơn cốc đã lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó hai móng nhỏ không nhịn được nắm lấy vai của Dương Diệp. Ở đó, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, đột nhiên trong bóng tối có rất nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra. Máu. Đó là máu. Dương Diệp nhìn chỗ đó rất lâu, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể, hỏi, hai người các ngươi mới vừa nói đó là đồ tốt, vậy cuối cùng là gì? Cùng Kỳ nói, tố thần thụ, có thể trồng trong tinh thần của ngươi, một khi nó cùng tinh thần của ngươi hòa làm một thể hoàn mỹ, khi đó, tinh thần lực của ngươi vượt quá cường giả minh cảnh, chỗ tốt thì rất nhiều, dưỡng hồn hoa, hoa này nuôi hồn còn hơn hồn thụ ở khô gia gì đó không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngươi thu được hoa này, sau đó dung nhập nó vào trong linh hồn của ngươi sẽ thay đổi đáng sợ, khi đó, cho dù cường giả minh cảnh thi triển công kích linh hồn, cho dù là Hậu Khanh sử dụng thuật nhiếp hồn cũng không làm gì được ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Quan trọng nhất là niết bàn quả này thật sự có thể niết bàn. Nó không những có thể cải tạo cơ thể ngươi, còn có thể cứu mạng ở thời điểm quan trọng. Nói như vậy, cho dù ngươi bị người ta đập nát kinh mạch, cho dù ngũ tạng bị đập nát, nó cũng có thể làm cho ngươi niết bàn sống lại. Nếu bây giờ ngươi ăn nó vào, bất tử bá thể thuật của ngươi có thể trực tiếp đạt được tầng thứ hai, lấy máu sống lại. Lấy máu sống lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói một cách đơn giản, hắn chỉ cần lấy được bảo bối bên trong đó, vậy thực lực chỉnh thể của hắn sẽ có một sự biến hóa về chất. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bắt đầu di chuyển về phía trong bóng tối kia. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Bởi vì hắn căn bản không có di chuyển, nhưng hắn lại là đang chuyển động. Hai luồng ý cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, nhưng trong phút chốc, hai luồng ý cảnh này trực tiếp bị trấn áp trở về trong cơ thể hắn. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn vội vàng liên hệ với Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh, nhưng giờ phút này, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh đều không hề đáp lại. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, nhưng vào giờ phút này, huyền khí trong cơ thể hắn đều im lặng. Hắn lại muốn phát động Hồng Mông Tháp, nhưng Hồng Mông Tháp lại không có bất kỳ phản ứng gì. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Tất cả đều phí công. Cứ như vậy, Dương Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi đi về phía bóng tối này. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cuối cùng nàng vội vàng ôm lấy Dương Diệp kéo về phía sau, nhưng nàng làm sao có thể kéo được chứ? Giờ phút này, Tiểu Bạch sốt ruột cũng sắp khóc rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch bước vào trong bóng tối kia. Giờ phút này, Dương Diệp đã trấn tĩnh lại, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh im lặng, Hồng Mông Tháp yên lặng. Hắn biết, lần này mình nhất định gặp phải chuyện lớn. Lúc này hoảng loạn cũng không có tác dụng gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, đây là ở dưới chân vách núi, cách hắn không xa có một cái cây cao tới chừng 10 trượng, cây này chỉ có một màu đen, ở thân cây kết chừng 10 đóa hoa màu trắng rất đặc biệt, giống như do tuyết trắng tập trung thành, mà ở dưới những đóa hoa này còn có từng trái cây lớn bằng nắm đấm. Toàn thân màu đỏ, có vẻ sặc sỡ. Ở dưới tàng cây này là một nam tử ngồi xếp bằng, tóc dài để xõa xuống vai. Bởi nam tử cúi đầu, nên Dương Diệp căn bản không thấy được khuôn mặt của hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử, sau đó nói các hạ là. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp thấy rõ bộ dáng của đối phương. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi, dáng vẻ trung niên, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có khí thế tàn ác. Lúc này, người đàn ông nói, muốn cái cây này sao? Dương Diệp liếc nhìn cái cây kia, sau đó nói, muốn. Nam tử khẽ gật đầu. Người muốn cái cây này đều đã chết hết, tuy nhiên, người có thể sẽ là một ngoại lệ. Dương Diệp nói, nói thử xem. Nam tử nhìn Dương Diệp vài hơi thở, sau đó nói. Tâm tính không tệ, là một nhân tài. Mục đích của ta rất đơn giản,
chính là muốn rời khỏi đây, người có thể giúp được ta không? Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Không hiểu rõ lắm. Lúc này, nam tử chậm rãi đứng lên, vào giây phút khi hắn đứng lên, ở đó đột nhiên đất rung núi chuyển, trong phút chốc, ba ngọn núi xung quanh chấn động mạnh, ngay sau đó rất nhiều chùm tia sáng nhỏ giống như kim châm từ trên đỉnh của ba ngọn núi lớn bắn ra, cuối cùng đều bắn vào trên thân của nam tử trung tuổi kia. Giờ phút này, trên người của nam tử trung niên giống như mặc một tấm áo lưới màu vàng. Cùng lúc đó, dưới chân nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu vàng, cái vòng tròn kia nhanh chóng xoay tròn, từng ánh sáng màu vàng tuôn ra từ dưới chân hắn, từng tầng che phủ nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy không? Dương Diệp trầm giọng nói, đây là cái gì? Nam tử trung niên nói. Một trận pháp chuyên môn dùng để giam cầm những người như chúng ta. Dương Diệp nói. Các hạ, thực lực ngươi vượt xa ta, nhưng ngươi cũng không thể phá vỡ trận pháp này, ngươi cảm thấy ta có thể sao? Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía thanh kiếm trong tay Dương Diệp, ngươi không thể, nhưng thanh kiếm này của ngươi thì có thể. Kiếm gỗ. Dương Diệp nói, các hạ nhận ra được thanh kiếm này sao? Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Nhận ra được, đó là kiếm của nhân quân, người ở thượng giới có ai mà không nhận ra được nó chứ? Thượng giới. Trong lòng Dương Diệp rùng mình, hắn không ngờ được người trước mắt này lại là người của thượng giới. Tuy nhiên cũng đúng, cũng chỉ có người ở thượng giới mới có thực lực kinh khủng như thế. Dương Diệp nói. Là ai nhốt các hạ ở nơi đây? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Nói ra, người cũng không biết, cho nên không nói cũng được. Chỉ cần ngươi phá hỏng trận này, cái cây này chính là của ngươi. Không phá được thì sao? Dương Diệp hỏi, vậy để mạng lại chỗ này. Nam tử trung niên nói. Ta hy vọng có người có thể tới đây, nhưng ta không hy vọng có rất nhiều người tới đây, đặc biệt là một số người. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp khẽ cười. Ta dường như không có sự lựa chọn, vẫn có một lựa chọn. Nam tử trung niên nói, ngươi có thể lựa chọn giết ta. Giết. Dương Diệp lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Nam tử trước mắt này thể hiện ra thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn nữ tử váy màu đỏ trước đây. Đương nhiên, bây giờ thì không biết thế nào. Bởi vì thực lực của nữ tử váy màu đỏ này đang từ từ khôi phục, đối phương càng ngày càng mạnh mẽ, mà bây giờ, đối phương mạnh mẽ đến trình độ nào, hắn cũng không biết. Nói tóm lại, bây giờ... hắn chắc chắn không thể đối đầu được với nam tử trung niên trước mắt này. Im lặng sau một hồi, Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Qua hai hơi thở, hắn đột nhiên giơ kiếm chém về phía nam tử trung niên. Xuy! Một đường kiếm khí cắt qua không trung, sau đó lập tức cắt lên những sợi tơ màu vàng trước mặt nam tử trung niên. Keng! Từng tia lửa lập tức chớp hiện ở trên người của nam tử trung niên. Hai hơi thở sau, nam tử trung niên cúi đầu nhìn, những sợi tơ màu vàng trên người hắn tuyệt đối không đứt, nhưng lại xuất hiện từng vết kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt nam tử trung niên có thêm một chút biến hóa. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ danh là kiếm của nhân quân, ngay cả trận pháp này cũng có thể phá hỏng được. Nào, tiếp tục đi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên và lại giơ kiếm lên, sau đó chợt chém xuống một kiếm. Cứ như vậy. Dương Diệp chém từng kiếm xuống, trong lúc Dương Diệp không ngừng vung lên hạ dưới, những sợi tơ màu vàng trên người của nam tử trung niên càng lúc càng ít, vòng sáng màu vàng dưới chân nam tử trung niên cũng càng lúc càng mờ nhạt. Dương Diệp chưa bao giờ gửi gắm hy vọng ở trên thân của người khác, nhưng lúc này, hắn căn bản không có lựa chọn nào. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ vật gì cũng chỉ là vô nghĩa. Tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp có chút không hiểu là tại sao cùng kỳ cùng hậu khanh. Còn có Hồng Mông Tháp đột nhiên im lặng. Người trung niên trước mắt này khiến bọn họ kiêng kỵ sao? Có lẽ cùng kỳ cùng hậu khanh kiêng kỵ người trung niên này, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ người trung niên này. Cho nên, cùng kỳ cùng hậu khanh còn có Hồng Mông Tháp đột nhiên thay đổi như vậy, chắc chắn còn có nguyên nhân gì khác. Tuy nhiên lúc này hắn rõ ràng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Một kiếm lại một kiếm. Cuối cùng, sau khoảng nửa canh giờ, theo Dương Diệp chém xuống một kiếm, những sợi tơ màu vàng trên toàn thân nam tử trung niên cuối cùng đã biến mất. Kiếm thu lại, Dương Diệp tránh qua một bên, sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay. Nếu như đối phương đổi ý, hắn tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết.
Đối mặt với nam tử trung niên này, hắn không phải không có sức đánh một trận. Hắn còn có một con át chủ bài, chưa tới lúc cùng đường, hắn không muốn dùng, phía xa, nam tử trung niên hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Vạn năm bị nhốt, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Vạn năm. Dương Diệp nheo mắt, người này lại có thể bị cầm tù vạn năm. Cũng không biết là bị ai cầm tù. Lúc này, nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp, biết là ai cầm tù ta không? Dương Diệp lắc đầu, nam tử trung niên nói, một lão già mặc áo đạo sĩ. Lão già mặc áo đạo sĩ. Dương Diệp lập tức sửng sốt. Hắn không ngờ được người trước mắt này lại bị lão già mặc áo đạo sĩ cầm tù. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, hắn chỉ là một phân thân, nhưng ta biết hắn là ai. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói, vì sao hắn lại cầm tù ngươi? Nam tử trung niên nói, bởi vì trước đây kết giới buông lỏng, sau đó ta lại xuống. Sau khi xuống, vận khí của ta không tốt, vừa vặn gặp phải phân thân của hắn. Thật ra, ta vốn rằng mình sẽ chết, bởi vì người thượng giới xuống, chính là trái với thiên quy. Người trái với thiên quy đều sẽ chết. Nhưng hắn không giết ta. Vì sao? Dương Diệp hỏi, nam tử trung niên nói, không biết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ta cảm nhận được khí tức của hắn ở trên người ngươi, ngươi cùng hắn có quan hệ thế nào? Dương Diệp không trả lời, mà hỏi ngược, ngươi sẽ đi tìm hắn báo thù sao? Báo thù à? Nam tử trung niên ngây người, sau đó khẽ cười, năm đó một phân thân của hắn lại có thể phong ấn ta. Ngươi cảm thấy ta có thể tìm hắn báo thù sao? Dương Diệp cười nói. Cũng phải. Lúc này, nam tử trung niên vung tay phải lên, cái cây kia lập tức trôi đến trước mặt Dương Diệp, Hạo Thiên ta nói giữ lời, vật này là của ngươi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó thu hồi cái cây kia cảm ơn. Hạo Thiên mỉm cười. Là ta nên cảm ơn ngươi, nếu như không phải nhờ có ngươi, ta còn không biết sẽ phải bị nhốt bao lâu nữa. Dương Diệp nhìn kiếm gỗ trong tay, sau đó nói, vì sao nó có thể loại bỏ kết giới? Hạo Thiên liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Bởi vì bên trong nó giấu năng lượng mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao, còn có hồn của Sơn Xuyên Thảo Mộc, cùng với linh vạn vật trong thiên địa. Bất kỳ trận pháp nào cũng phải dựa vào vạn vật trong thiên địa. Cho nên bất kể là trận pháp gì, kết giới nào, chỉ cần dựa vào vạn vật trong thiên địa hình thành, sẽ không có cách nào phòng ngự trước thanh kiếm này. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, không trách được trước đây kiếm này từ phía trên rơi xuống lại đâm rách kết giới. Lúc này, Hạo Thiên lại nói. Tuy nhiên, thế gian có một loại trận pháp, không dựa vào vạn vật mà tự hình thành một khối, thanh kiếm này của ngươi khó có thể phá hỏng được loại trận pháp này. Tuy nhiên, nếu như bản thân ngươi có thực lực đủ mạnh mẽ, lại cộng thêm thanh kiếm này thì vẫn có thể phá được. Dương Diệp cười nói. Nếu như ta thực lực đủ mạnh mẽ, không cần kiếm này cũng có thể làm được, đúng không? Hạo Thiên nói. Điều này cũng đúng, Dương Diệp không nói gì, hắn ôm quyền, nói các hạ, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người và biến mất ở cách đó không xa. Sau khi Dương Diệp biến mất, nụ cười trên mặt Hạo Thiên dần dần biến mất. Hắn nhìn theo phương hướng Dương Diệp rời đi rất lâu, sau đó khẽ nói, vừa chính vừa tà, trên người mang sát ý minh cảnh, lại có thể sử dụng kiếm kia. Quái lạ. Dứt lời, hắn im lặng rất lâu rồi nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, địa quân, món nợ của chúng ta sẽ nhanh chóng có thể được thanh toán thôi. Vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Cùng biến mất với hắn còn có mấy ngọn núi này. Chúng lặng lẽ biến mất, tất cả hóa thành hư vô. Sau khi Dương Diệp rời đi, tốc độ lập tức nhanh hơn, khi bay được mấy ngàn dặm, lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, tiểu tử. Ngươi biết hắn là ai không? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, giọng nói cùng kỳ lại vang lên, nghiêm khắc mà nói, hắn với ngươi là cùng nhất mạch, ngươi có khả năng phải gọi hắn là sư huynh. Dương Diệp, sư huynh, Dương Diệp sửng sốt một hồi lâu, sau đó nói, hắn là đồ đệ của lão già mặc áo đạo sĩ kia sao? Không đúng, là lão già mặc áo đạo sĩ cầm tù hắn mà, cùng kỳ nói. Ai nói với ngươi, hắn là đồ đệ của sư phụ ngươi? Tiểu tử, sư phụ ngươi còn có sư huynh cùng sư đệ đấy. Sư huynh và sư đệ. Dương Diệp nói. Hắn là người của sư bá hoặc sư thúc ta sao? Cùng kỳ nói. Rất có khả năng này, bởi vì, chúng ta cảm nhận được khí tức đạo gia ở trên người hắn. Trước đó,
Sở dĩ chúng ta ẩn nấp là bởi vì sợ đối phương cảm nhận được chúng ta. Sở dĩ tháp này yên tĩnh cũng là sợ như vậy. Nếu như chúng ta liên thủ, tất nhiên không khiếp sợ hắn. Nhưng nếu chẳng may hắn truyền tin tức đến thượng giới, khi đó, tiểu tử ngươi lại thật sự gặp phiền phức lớn. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói vậy, sư phụ ta với sư bá cùng sư thúc ngươi nói không hợp nhau sao? Có quỷ mới biết được bọn họ. Cùng Kỳ nói, bọn họ thoạt nhìn rất hợp nhau, nhưng nói như thế nào đây, giữa bọn họ tồn tại một vấn đề đạo chính thống, dù sao, sau này vấn đề này có thể sẽ biến thành một vấn đề lớn của thượng giới. Nói chung, tiểu tử ngươi vẫn nên mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu không, đến lúc đó một khi ngươi bị cuốn vào cuộc tranh đấu, sư phụ ngươi cũng không nhất định có thể cứu được ngươi đâu. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua Thiên Trụ Sơn, Thiên Trụ Sơn đâm thẳng vào trong trời mây, ở cuối trời có thể thông với nơi bước vào thượng giới. Cũng chính là Đại Thiên Vũ Trụ. Đại Thiên Vũ Trụ, nơi đó là nơi tu hành giả cùng cổ tu giả ở, nơi đó thật sự là ngọa hổ tàng long. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói đi lên trên đối mặt với những người này, cho dù là nữ tử váy màu đỏ với nam tử trung tuổi trước đó, hắn đều không đối mặt nổi. Vừa rồi, đối phương đã từng có ý định giết ngươi. Cùng Kỳ đột nhiên nói, đối phương nhất định từng có suy nghĩ muốn giết ngươi, chỉ có điều, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì lại bỏ qua. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đã cảm giác được. Đừng thấy trước đó nam tử trung niên kia nói chuyện hòa khí với hắn, còn đưa cái cây kia cho hắn. Thật ra, đối phương đã có lòng muốn giết hắn. Chỉ là như Cùng Kỳ đã nói vậy, hắn cũng không biết vì sao đối phương lại bỏ qua. Lúc này, Cùng Kỳ nói. Không quan tâm chuyện gì xảy ra, tiểu tử, ở chỗ này vẫn nên cẩn thận một chút. Ở đây nối liền Đại Thiên Vũ Trụ. Ngoại trừ có tu hành giả cùng với cổ tu giả, còn có người cùng sinh vật thượng giới, đó đều là lão yêu nghiệt thật sự, thực lực của ngươi bây giờ đã rất mạnh, nhưng phải xem là so sánh với ai. Nếu như so với những lão yêu nghiệt kia, vậy ngươi còn kém xa. Dương Diệp khẽ gật đầu, chuyện vừa rồi lại làm cho hắn có nhận thức mới về thực lực của mình. Hắn rất mạnh, đó là đối với một số người, ví dụ như những cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. So sánh với những người này, hắn quả thật rất mạnh, bởi vì hắn đã có thể giết chết một ít cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt. Nhưng so sánh với lão yêu nghiệt giống như nam tử trung tuổi vừa rồi, vậy hắn lại còn rất yếu. Thực lực. Nâng cao thực lực, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Cùng Kỳ lão huynh, trái cây này thật sự có thể làm cho bất tử bá thể thuật của ta đạt được tầng thứ hai sao? Có thể. Lúc này, người nói là Hậu Khanh. Thứ kia không chỉ có thể làm cho ngươi đạt được bất tử bá thể thuật tầng thứ hai, còn có thể làm cho thân thể ngươi mạnh hơn so với, lấy máu sống lại, bình thường. Ở thượng giới, cho dù là vu tộc ta cũng chỉ có một mạch dòng chính vu vương mới có khả năng nắm giữ thứ này. Dương Diệp nói, bây giờ ta muốn dùng, còn có thần thụ, cùng với dưỡng hồn hoa. Hậu Khanh đạo, ngươi có thể dùng niết bàn quả, bởi vì thân thể ngươi đã rất mạnh, có thể chịu được lực lượng của nó. Nhưng dưỡng hồn hoa cùng tố thần thụ thì bây giờ ngươi không thể dùng, hồn phách cùng lực tinh thần của ngươi vẫn không chịu nổi chúng. Nếu miễn cưỡng sử dụng, ngươi sẽ bị cắn trả mà chết. Người này nói không sai. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa, ngươi ít nhất phải đạt tới chân cảnh ngũ đoạn mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn tăng thực lực lên, nhưng chuyện này thật sự không thể nóng vội được. Nóng vội thì sẽ không thành công. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ đạo lý này chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ta có chút nóng này. Vậy chúng ta dùng niết bàn quả này trước. Trên cây này có 12 niết bàn quả, dùng hết 12 quả à? Vậy cơ thể ngươi sẽ lập tức nổ tung mà chết. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Tiểu tử, năng lượng trong niết bàn quả này nhiều tới mức, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tăng lên tới bất tử bá thể thuật tầng thứ hai, cũng không cần nhiều niết bàn quả như vậy. Ba viên là đủ rồi. Còn lại, người có thể giữ lại, sau này có thể đột phá tầng thứ ba, hoặc cầm đổi bảo vật khác của vu tộc. Dương Diệp nói. Được. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, đang chuẩn bị bước vào Hồng Mông Tháp, đột nhiên, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai, giờ phút này Tiểu Bạch có chút rầu rĩ không vui. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Sao vậy? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Sau đó móng nhỏ bắt đầu vung vẩy, trong mắt nàng tập trung ánh nước, dường như trong phút chốc sẽ muốn mưa.
Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu rõ ý của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là đang áy náy, bởi vì nàng bảo Dương Diệp đi tới chỗ đó, sau khi Dương Diệp đi vào liền gặp phải nguy hiểm. Dương Diệp khẽ cười, sau đó khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, điều này không liên quan tới ngươi, ngươi xem, không phải chúng ta đã nhận được bảo bối rồi sao? Bảo bối? Sương mù trong mắt Tiểu Bạch lập tức biến mất, nàng vung móng nhỏ lên, một niết bàn quả xuất hiện ở trong móng nhỏ của nàng, sau đó một móng nhỏ khác của nàng chỉ vào niết bàn quả, tiếp theo lại chỉ vào mình, dường như đang nói, cái này cho nàng được không? Dương Diệp do dự một lúc, đang muốn nói, lúc này, giọng nói Tiểu Thiên vang lên ở trong đầu hắn. Đừng sợ, năng lượng trong trái cây này tuy rất mạnh, nhưng không tổn thương được nàng. Phải nói là chỉ cần ở dạng năng lượng thì không tổn thương được nàng. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa, hắn khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, ăn đi. Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó cắn niết bàn quả, thoáng cái, hai mắt nàng trợn tròn, ngay sau đó, nàng đột nhiên, phi, một tiếng, phun miếng niết bàn quả lơ vừa cắn ra, tiếp theo, nàng trực tiếp ném trái cây vào trong lòng của Dương Diệp, rồi lao vọt đến bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp, một la tê xê sau. Dương Diệp nhìn về phía trái cây trong tay, do dự một lúc, hắn cũng cắn một cái, khi miếng trái cây vào trong miệng, hai mắt Dương Diệp cũng trợn tròn, sau đó giống như Tiểu Bạch vậy, hắn trực tiếp phun ra. Đắng! Rất đắng! Dương Diệp chưa bao giờ ăn ở thứ gì đắng như vậy, chẳng trách Tiểu Bạch không thích ăn. Đừng nói Tiểu Bạch, hắn cũng không muốn ăn. Tiểu tử, ngươi mau vào đây, tiểu tử này của ngươi không biết đang phát điên gì nữa. Lúc này... Giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Dương Diệp ngây người, sau đó vội vàng bước vào Hồng Mông Tháp, khi thấy Tiểu Bạch sắc mặt Dương Diệp lập tức đen xuống. Lúc này, Tiểu Bạch đang ôm kiếm gỗ đuổi theo Tố Thần Thụ kia chém. Tố Thần Thụ cũng có linh trí, bởi vậy gặp phải nguy hiểm thì cũng sẽ phản kháng. Tuy nhiên, Tố Thần Thụ này rõ ràng không dám đánh trả Tiểu Bạch, nó cũng không có lực công kích, bởi vậy nó chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà cùng kỳ cùng Hậu Khanh đang đứng bên cạnh nhìn. Bọn họ dĩ nhiên muốn ngăn cản Tiểu Bạch, nhưng không dám. Ở bên trong Hồng Mông Tháp này, Tiểu Bạch thuộc về tồn tại không thể đắc tội. Tử Nhi con tốt, cả ngày Tử Nhi trừ tu luyện, cơ bản không nghịch ngợm, cũng có chút hiểu chuyện. Nhưng Tiểu Bạch thì hoàn toàn không hiểu chuyện. Bây giờ ngươi ngăn cản nàng, không chừng ngày nào đó nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi, sau đó tìm ngươi, luyện kiếm. Tiểu Bạch không lợi hại. Nhưng kiếm gỗ này chém vào trên thân thì sẽ đau đấy. Lại nói, có người nào không biết chỗ dựa vững chắc của tiểu tử này là Hồng Mông Tháp chứ? Có thể nói, ở bên trong Hồng Mông Tháp này, cũng chỉ có Tử Nhi cùng Tiểu Thiên, Dương Diệp có thể trị được Tiểu Bạch. Ở đó, Dương Diệp ngăn cản Tiểu Bạch, nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đưa kiếm gỗ trong tay cho Dương Diệp. Tiếp theo, nàng chỉ móng nhỏ vào Tố Thần Thụ phía xa, giống như đang nói, ngươi tới chém đi. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hắn cầm lấy kiếm gỗ, sau đó nói. Tại sao muốn chém nó? Tiểu Bạch chỉ vào Tố Thần Thụ, sau đó lại chỉ vào miệng của mình, giống như đang nói, nó quá khó ăn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cùng kỳ cùng Hậu Khanh ở phía xa liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Hậu Khanh lắc đầu, người ta lại không bảo cho nàng ăn, chính nàng ăn, cảm thấy ăn không ngon còn muốn chém người ta. Đúng là còn bá đạo hơn cả Vu Vương của ta. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Hậu Khanh, biểu tình kẻ Hậu Khanh cứng đờ, sau đó hắn vội vàng nghiêm mặt nói chém, ra sức chém, ta tán thành ngươi chém. Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức tuét miệng cười, bên cạnh Hậu Khanh, cùng kỳ liếc nhìn Hậu Khanh, sau đó lắc đầu, khinh bỉ ngươi. Hậu Khanh, phía xa, Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy ăn không ngon lại muốn chém người ta sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, giống như là đang nói có vấn đề gì sao? Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, không thể như vậy nữa, biết không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, dường như đang hỏi vì sao. Dương Diệp có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn bắt đầu giải thích. Tiểu Bạch trời sinh tính lương thiện ngây thơ, nàng căn bản không có khái niệm về đúng sai. Trước đây hắn không dạy nàng, cho nên bây giờ nàng mới có những hành vi không tốt. Trước đó Dương Diệp không ý thức được, nhưng bây giờ hắn đã ý thức được. Cho nên, hắn quyết định giáo dục Tiểu Bạch thật tốt. Không chỉ bây giờ, sau này cũng muốn dẫn dắt Tiểu Bạch cho tốt, nếu không, sau này tiểu tử này thật sự muốn lật trời. Qua khoảng một khắc sau, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Tố Thần Thụ, sau đó móng nhỏ của nàng giơ giơ về phía Tố Thần Thụ. Xin lỗi.
Đây là cách Tiểu Bạch nói xin lỗi. Phía xa, Tố Thần Thụ rõ ràng còn sợ Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch phung móng nhỏ lên, một linh khí rất tinh thuần trực tiếp bao phủ lấy Tố Thần Thụ, Tố Thần Thụ bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Một lát sau, Tố Thần Thụ bắt đầu chủ động tiếp cận Tiểu Bạch. Bị thu mua rồi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó toét miệng cười, giống như đang nói, thật tuyệt. Dương Diệp lắc đầu mỉm cười, hắn không để ý tới Tiểu Bạch cùng Tố Thần Thụ nữa, mà cầm ba niết bàn quả đi tới bên trong phòng tu luyện. Nhìn ba niết bàn quả trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ăn một quả trong đó. Lấy máu sống lại. Vừa mới nuốt niết bàn quả vào, vị đắng lập tức tràn ngập trong cổ họng của Dương Diệp, cảm giác đắng này thật sự quá tệ. Lúc này, hắn đã hiểu tại sao Tiểu Bạch muốn cầm kiếm chém Tố Thần Thụ. Bởi vì bây giờ hắn cũng muốn chém nó. Trái cây theo cổ họng của hắn tiến vào trong cơ thể, trong chớp mắt này, năng lượng khủng khiếp ẩn chứa trong đó lập tức tản ra khắp cơ thể hắn. Rất nhanh, những năng lượng này nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp. Thu. Khác với suy nghĩ của Dương Diệp, lần này hắn hoàn toàn không có cảm giác gì khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện ra, sau khi cơ thể hắn hấp thu những năng lượng kia đã phát sinh biến hóa nào đó. Nhanh chóng vận chuyển khẩu quyết bất tử bá thể quyết, dẫn dắt những năng lượng kia, lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Hậu Khanh. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng vận chuyển công pháp, sau đó dẫn dắt những năng lượng kia. Vào giờ phút này trang phục trên người Dương Diệp đều biến thành tro tàn. Đám người huyết nữ vốn đang quan sát của Dương Diệp lập tức sửng sốt. Huyết nữ, nữ tử mù cùng với An Nam Tĩnh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng biểu tình của thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ có chút không được tự nhiên, chỉ có điều cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc đó, các nàng phát hiện trên toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh lam lấp lánh, nhưng ánh sáng lấp lánh này giống như từng rễ cây nhỏ đang xuyên qua trên người Dương Diệp. Cơ thể người này lại sắp mạnh hơn rồi. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Minh nữ khẽ gật đầu, cơ thể của hắn vẫn rất mạnh. Trước kia, kiếm đạo của Dương Diệp rất mạnh, nhưng cơ thể cũng rất mạnh. Có thể nói, ở một thời kỳ nào đó, cơ thể Dương Diệp quả thực còn mạnh hơn kiếm đạo của hắn. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ lắc đầu. Nếu như cơ thể của người này lại mạnh hơn nữa, vậy sau này cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường đừng mong giết được hắn. Minh nữ khẽ gật đầu đồng ý. Bây giờ cơ thể của Dương Diệp đã rất mạnh. Nếu như lại tăng thêm một tầng, có thể tưởng tượng được, khi đó Dương Diệp sẽ thật sự rất khủng khiếp. Bởi vì phải biết rằng, Dương Diệp còn có một điểm khủng khiếp hơn, đó chính là năng lực khôi phục. Năng lực khôi phục nghịch thiên cộng thêm thân thể biến thái của hắn, đây tuyệt đối là ác mộng của tất cả mọi người. Trừ khi là một đòn chắc chắn giết được hắn, nếu không hắn chính là đánh tồn tại bất tử. Càng đáng sợ hơn là hắn có một tiểu bạch chế tạo ra đá năng lượng, có thể liên tục không ngừng cung cấp huyền khí cho hắn. Nói chung, thật đáng sợ. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói, không được, ta phải nhanh chóng tu luyện. Nếu không, sau này sẽ bị hắn ném lại phía xa mất. Minh nữ khẽ gật đầu. Ta cũng vậy. An Nam Tĩnh không nói gì, nhưng, tay ngọc của nàng đã chậm rãi nắm chặt lại. Tốc độ trưởng thành của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến mức các nàng đều có cảm giác áp lực rất lớn. Các nàng là bằng hữu rất tốt của Dương Diệp, nhưng cũng âm thầm so tài. Đặc biệt là Minh Nữ, nàng quen biết với Dương Diệp sớm nhất, từ đại lục huyền giả đến bây giờ, các nàng vẫn luôn không khác nhau mấy, nhưng bây giờ, thực lực của Dương Diệp rõ ràng cao hơn nàng một ít. Không áp lực cũng không đố kỵ, chỉ có khích lệ. Hai người thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh Nữ không nhìn Dương Diệp nữa, mà ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Hai người bọn họ đều là người có thiên phú dị bẩm. Bây giờ lại có phòng tu luyện nghịch thiên cùng đầy đủ linh khí, các nàng muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong phòng tu luyện trở nên yên tĩnh. Trên toàn thân Dương Diệp, những năng lượng màu xanh lam càng lúc càng nhiều, tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Không thể không nói, lần luyện thể này là lần thoải mái nhất đối với Dương Diệp từ trước tới nay, bởi vì hắn không thấy đau đớn, ngược lại, cả người từ trên xuống dưới còn rất sảng khoái. Điều này lại giống như có thứ gì đó đang xoa bóp toàn thân cho hắn vậy. Thời gian trôi qua, một ngày sau, cảm giác toàn thân sảng khoái này giảm đi rất nhiều. Lúc này, giọng nói Hậu Khanh vang lên ở trong đầu hắn, dùng quả thứ hai. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra một trái cây nuốt vào. Niết bàn quả vào bụng,
rất nhiều năng lượng ẩn chứa trong đó lập tức bạo phát ra, ngay sau đó, những năng lượng này bắt đầu bị cơ thể Dương Diệp điên cuồng hấp thu. Dương Diệp lại vận chuyển công pháp, sau đó dẫn dắt chúng. Lúc này, Hậu Khanh lại nói, muốn đạt được tầng thứ hai thì nhất định phải làm cho cơ thể ngươi phát sinh biến hóa, một loại biến hóa về chất. Nếu như vào lúc bình thường ngươi muốn phát sinh biến hóa, ít nhất phải tu luyện mấy chục năm, nhưng bây giờ không cần, bởi vì niết bàn quả này có thể bù đắp cho ngươi. Tuy nhiên, nói đến đây, hắn ngừng lại một hồi lâu mới nói tiếp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ tính là dùng vật bên ngoài tăng lên, cho nên hiệu quả có thể tốt hơn so với dưới tình huống bình thường. Nhưng có một tai họa ngầm, đó chính là thiếu đi lắng đọng qua tháng ngày tích lũy. Bây giờ có lẽ không thành vấn đề, nhưng sau này có thể sẽ xuất hiện không ít nguy cơ. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lo lắng. Hắn tất nhiên biết Hậu Khanh nói vậy là có ý này, như vậy cũng giống như chạy bộ, nếu như hắn chưa bao giờ rèn luyện, lần đầu tiên lại chạy đường dài, có lẽ hắn có thể chạy hết, nhưng sau khi chạy xong, cơ thể hắn tuyệt đối sẽ bị đau. Tình trạng của hắn bây giờ cũng không khác gì. Mặc dù bây giờ không xuất hiện vấn đề, nhưng đây là một tai họa ngầm, qua thời gian, có lẽ vấn đề sẽ dần dần xuất hiện. Lúc này, Hậu Khanh lại nói. Nhưng không sao, cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ có điều, sau này mỗi ngày ngươi phải bớt thời gian đi rèn luyện cơ thể. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, không nên nâng cao cơ thể, chờ cơ thể hoàn toàn vững chắc mới có thể tiếp tục nâng cao. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu. Được, vậy tiếp tục thôi. Hậu Khanh đạo. Cứ như vậy, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, tập trung tinh thần và tiếp tục bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt những năng lượng trong cơ thể kia. Sau khi ăn một niết bàn quả, cơ thể hắn lại xuất hiện cảm giác sảng khoái này. Cùng lúc đó, cảm giác cơ thể phát sinh biến hóa cũng càng lúc càng rõ ràng. Cùng lúc đó, tốc độ những sợi tơ năng lượng màu xanh lam quanh người hắn vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hai ngày sau, Dương Diệp lại nuốt vào một niết bàn quả. Lần này, tốc độ cơ thể hắn hấp thu rất nhanh, nhanh hơn trước ít nhất gấp đôi. Cách Dương Diệp không xa, huyết nữ cùng nữ tử mù vẫn đang nhìn. Trong khoảng thời gian này, hai nàng đều luôn nhìn hắn, bởi vì các nàng sợ Dương Diệp xảy ra vấn đề, dù sao, bất kỳ tu luyện nào cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Nếu như Dương Diệp xảy ra vấn đề, các nàng có thể lập tức ra tay trợ giúp. Mà hiện tại xem ra, rõ ràng các nàng đã quá lo lắng. Thực lực của hắn lại sắp mạnh hơn rồi. Huyết nữ đột nhiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.